Chào mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn tiếp tục theo dõi bộ truyện Kiêu Khởi Thanh Nhưỡng của tác giả Vĩ Ngư. Hãy để lại bình luận nếu bạn muốn kênh làm về chuyện hay sách nào nhé. mươi 86 Đã là chuyến du lịch của Lữ Hiện và Lâm Linh thì tất nhiên sẽ đi bằng xe Lữ Hiện. Lữ Hiện là người cuối cùng trong bọn biết tin mình sẽ đi du lịch với Lâm Linh. Tin tức ấy còn là do Viêm Thác gọi điện báo cho nữa. Anh ta dậm chân tức tối, Viêm Thác, sao tôi thấy như kiểu tôi đang bị cậu lừa thế cậu bắt tôi đồng ý tiếp xúc với lâm linh làm tôi buộc phải đi hẹn hò với cô ấy dẫn cô ấy đi chơi có phải cậu định chơi trò nước âm nấu no ếch đồng hóa tư tưởng của tôi không đấy viêm thác vẫn cứ áp dụng chiêu thức lấy tiền đè người mà trước giờ luôn làm với lữ hiện tiến sang tôi chỉ nếu cậu ngại lái xe tôi có thể lái thay khi đã bớt tức hơn lữ hiện bắt đầu suy nghĩ từ góc độ đây là một buổi đi chơi bình thường anh ta nói nhờ xe tôi quẹt phải viêm thác đáp tôi đến sau một thoáng im lặng vì không nói gì được nữa lữ hiện bùi ngùi lâm linh yêu đương mà cậu còn tích cực hơn cả cô ấy ai không biết lại tưởng cậu mới là người bị ghép đôi với tôi nếu lâm linh mà được như cậu viêm thác hỏi xoáy thì cậu giơ tay đầu hàng hả hà. lữ hiện ngẫm nghĩ nhưng vẫn giữ nguyên tiêu chí không được đâu tôi chỉ thích người đẹp thôi lữ hiện quả là người trung thực bởi xe mới chạy được một quãng viêm thác đã phát hiện cậu ta thích nói chuyện với phùng mật hơn cả lâm linh gã này tự dưng nhiều lời khoác lác và khoe khoang học thức hơn câu nào anh ta cũng chêm thêm em phùng khiến phùng mật người vốn ưa lời nịnh hót của cảnh đàn ông cười cười khanh khách bởi chỉnh cô ta cũng cần lấy lại sự tự tin sau khi bị viêm thác lơ đẹp vài ngày thành thử viêm thác và lâm linh trở thành kẻ dư thừa viêm thác thấy bình thường vì đầu óc anh đang dồn cả vào việc khác bọn họ có hẹn ước và rủ nhau bỏ trốn ngay bây giờ anh cũng sẽ hoan nghênh bởi như vậy anh sẽ bớt đi vài việc nhưng lâm linh lại hơi khó chịu không phải vì ghen mà vì bản thân cô ấy hơi tự ti nên càng thêm mặc cảm trước sự phân biệt đối xử của lữ hiền nhận ra suy nghĩ của cô viêm thác bông đùa mấy câu trong lúc dừng xe nghỉ giữa chặng May ma em và Lữ Hiện không yêu nhau thật chứ cậu ta lăng nhăng như thế, nhìn là biết không phải người trung thùy. Lâm Linh mỉm cười chua xót, ánh mắt dõi theo phùng mật đang mua đồ ăn vặt ở gần đó, những người sinh ra đã đẹp thật may mắn. Em cũng mong sao mình có thể đẹp hơn chút. Sau khi tiếp tục lên đường, phùng mật bồng phát hiện ra vấn đề, anh gâu bảo đi có một tiếng thôi mà. Sao đã đi hơn hai tiếng rồi mà vẫn chưa tới? do không tham dự vào cuộc thảo luận hôm trước lữ hiển không đáp lại được lâm linh cũng không hiểu biết chuyện đường xá nên chỉ có viêm thác trả lời cô ta một tiếng của anh gấu là đi tàu cao tốc lái xe chậm hơn đi tàu nhiều phùng mật hỏi tiếp vậy lái xe thì bao lâu khoảng ba bốn tiếng gì đây ba bốn tiếng á vậy nghĩa là chỉ riêng việc qua lại đã mất bảy tám tiếng rồi nghĩ tới yêu cầu đi về trong ngày của lâm hỷ nhu Phùng mật lo lắng, thể hôm nay có về kịp không? Cái này còn phải xem tình huống, tưởng ngày xưa ra trận còn có lúc không nghe theo quân lệnh cơ mà. Tùy nghĩ bụng thế nhưng viêm thác lại nói những lời khác hẳn, đi chơi thì chuyện vui vẻ là quan trọng nhất. Nếu nhất định phải về trong ngày thì cùng lắm là chạy xe đêm. Hán Trung Năm ở mạn phía Nam, gần như đã thuộc phạm vi của tứ xuyên nên có rất nhiều quán cơm tứ xuyên tuy lúc đến hàn trung còn chưa tới giờ ăn cơm nhưng viêm thác vẫn dừng xe trước một quán ăn và đề nghị ăn uống no say trước để lát nữa có thể thỏa sức chơi đùa còn chơi ở đâu thì vừa ăn vừa ban bạc sau khi vào quán anh lấy cửa đi vệ sinh rồi quẹo vào một căn phòng trống để gọi cho hình thâm đích đến tiếp theo hình thâm đưa ra là huyện miễn viêm thác hỏi huyện miễn là điểm cuối đúng không Hình thâm không trả lời thẳng câu hỏi ấy, bao giờ đến huyện Miễn Anh gọi lại cho tôi là được. Cúp điện thoại xong viêm thác lên mảng tìm huyện Miễn, vùng đó tương đối lạc hậu, mới giật được danh hiệu huyện nghèo vào tháng 2 năm nay nhưng cũng khá nổi tiếng vì núi định quân trong vỡ kịch có câu nói nổi tiếng chiếm được núi định quân là chiếm được Hán Trung, có được Hán Trung là có cả thiên hạ nằm ở đây. Có lẽ có thể dụ ba người kia đi xem chiến trường cổ. 17 trận chiến ở núi Định Quân là trận chiến diễn ra trong đời Tam Quốc trong lịch sử Trung Quốc giữa hai nước Tào Ngụy của Tào Tháo và Thục Hán của Liêu Bị vào năm 219. Kết thúc trận chiến, quân Thục Hán giành được thắng lợi và sau đó chiếm luôn Hán Trung của Tào Ngụy. Khi anh về bàn Lữ Hiện đã gọi xong món, đang xem bản đồ du lịch Hán Trung với Phùng Mật. Còn Lâm Linh thì ngồi lẻ loi, cúi đầu nghịch điện thoại ở đối diện. Viêm thác nổi khùng túm cổ áo lữ hiện rồi sách sang bên. Cậu có nhớ mình đến đây làm gì không đây? Ai khiến cậu tiếp đãi phùng mật? Nói rồi anh ngồi xuống bên cạnh phùng mật, tiện tay nhặt tấm bản đồ kia lên xem. Được anh nhắc nhở, Lữ Hiện cũng cảm thấy mình quả đáng với Lâm Linh, có không thích thì cũng phải có sự ga lăng của đàn ông. Anh ta cười gượng gạo và ngồi xuống bên cạnh Lâm Linh còn cô ấy lại nhíu mày, cơ thể cứng đờ ra. Chỉ có mình phùng mật là thấy hay bởi cô ta thích xem đàn ông tranh giành minh. Viêm thác đúng là kiểu người lầm lì mà xì ra khói trông cứ ngờ anh thờ ơ nhưng thực tế lại rất để ý. Đang mừng thầm cô ta bỗng nghe viêm thác hỏi, đã xác định địa điểm đi chơi chưa? Trên tấm bản đồ này có liệt kê hết các điểm du lịch của Hán Trung nhưng cái núi định quân chết tiệt đó còn không lọt nổi vào top 10. Lâm Linh ngẩng đầu, ban nãy nhân viên có giới thiệu Lê Bình. Không được, Lê Bình năm ngược hướng với huyện Miên, viêm thác đá nhẹ chân Lâm Linh, chỗ đó xa quá, gần sang tứ xuyên rồi. Lâm Linh hiểu ý, thế chọn chỗ nào gần thôi. Liếc nhanh qua bản đồ, viêm thác nghĩ bụng, không ngờ huyện Miễn lại có mặt trên bằng. Nhưng anh còn chưa kịp nói, Lữ Hiện đã cướp lời, hay là đi huyện Miễn. Vừa gần mà lại có đến Vũ Hầu cũng là điểm du lịch cấp quốc gia. Đền Vũ Hầu là một quần thể di tích gồm hân chiêu liệt miều, đền thờ Lưu Bị, Huệ Lãng, Lăng Mộ Lưu Bị và đền thờ Gia Cát Lượng Phùng Mật Liếc xeo anh ta, anh dai à, anh đi hẹn hò ở đến à. Cũng phải, nếu vậy chỉ có thể đi đường vòng thôi, viêm thác chỉ vào điểm du lịch đứng đầu bảng đề cử hay đi động ngũ long. Ti em đông ngũ long cũng là vườn quốc gia như động phong nha kẻ bằng nước mình muốn đến được động ngũ long thì phải đi qua huyện miên với lầm linh thì cứ hùa theo viêm thác là được nên cô gật đầu ngay được đây à em cũng nghe nói nơi đó thú vị lắm thế là tất cả đều đồng ý thấy nhân viên mang đồ ăn lên viêm thác gấp bản đồ lại nhường chỗ cho bát đĩa có thể tạm coi như đã đến được huyện miễn rồi nhưng sau huyện miễn thì sao anh còn tìm được cờ hợp tình hợp lý nữa không sau bữa cơm trưa cả đám lại lên đường chưa đến một tiếng sau họ đã tới huyện miễn vừa đi viêm thác vừa quan sát các cửa hàng ở hai bên đường để rồi dừng lại trước một cửa hàng bàn đồ uống có đoàn người đang xếp hàng tiếp đó anh quay lại bảo phùng mật cô xuống mua cho tôi ly nước mát bà này ăn đồ tứ xuyên ngấy quá vừa hay phùng mật cũng muốn uống gì đó anh muốn uống loại gì viêm thác đáp cô chọn hộ tôi đi mong là sẽ hợp khẩu vị như mở cờ trong bụng phùng mật mỉm cười đồng ý rồi lại hỏi bọn lữ hiện hai người có muốn mua gì không nghe lời mời lữ hiện hào hứng đi theo ngay còn lâm linh vốn định nhờ phùng mật mua hộ nhưng đã đổi ý sau khi bắt gặp ánh mắt của viêm thác cô ấy không nghĩ gì nhiều chỉ biết phất cờ cổ vũ cho viêm thác và làm theo những gì anh bảo môi đi được vài bước lãm linh đã nhận được tin nhắn của viêm thác em kéo chân bọn họ một lúc cho anh quả nhiên chuyến đi này không tầm thường Lâm Linh phấn chấn đuổi theo Phùng Mật và Lữ Hiện. Viêm thác hạ cửa kính nói vọng ra với ba người, ở đây không cho dừng xe, tôi lái lên đằng trước một đoạn nhé. Khi nào mua xong ba người đi lên trên là thấy ngay. Nói xong, anh khởi động xe và mở thiết bị gây nhiễu sóng, tránh ghi âm đã mua từ mấy hôm trước trong nhịp đập thình thịch. Anh dừng xe ở nơi cách quán đồ uống hơn trăm mét. Từ nơi đây anh có thể nhìn thấy bọn phùng mật qua gương chiếu hậu. Sau khi hít sâu một hơi, viêm thác gọi cho hình thâm cuộc thứ ba. Địa chỉ thứ ba hành thâm cho anh là đến Đồng Câu. Đến Đồng Câu không phải ngôi đến mà là một thị trấn thuộc huyện Miên. Dọc đường đi viêm thác có chú ý cột mốc trên đường nên vẫn còn nhớ mang máng tên thị trấn ở trên. Nếu anh nhớ không nhầm thì xe đã đi qua đến Đồng Câu từ lâu rồi. Anh sốt ruột, y anh là tôi phải quay ngược lại phía trung tâm Hán Trung Hà. Giọng hình thâm rất bình tĩnh, chẳng ai quy định địa điểm tiếp theo phải ở bên trên huyện miễn đúng là không ai quy định điều ấy với cả sắp xếp như thế càng tăng thêm độ khó cho việc tìm kiếm tung tích bọn họ nhưng với viêm thác thì nó quả khó khăn anh biết bịa cớ gì để đưa ba người này về đây với cả như một lần hai lần đã đủ để thể hiện thành ý rồi cứ nhường mãi người ta lại tưởng mình hiền viêm thác bình tĩnh đáp anh hình à chắc anh đã nghe cô nhiếp kể về hoàn cảnh của tôi rồi Tôi không giống anh, mỗi nước cờ tôi đi đều rất vất vả. Hình Thâm Định nói gì đó nhưng Viêm Thác không cho, đúng là tôi rất muốn mượn sức bên anh nhưng tôi không cầu xin anh với hai bàn tay trắng và hai đầu gối. Anh Hình, mong anh hiểu quan hệ của chúng ta là hợp tác. Anh có quyền quyết định việc hợp tác với tôi và tôi cũng vậy. Anh không muốn đến Tây An thì tôi đi tìm anh, tôi đi theo anh chỉ dẫn hai, ba lượt là quá tôn trọng anh rồi từ thành phố đến huyện rồi đến thị trấn, phạm vi ngày càng nhỏ nên tôi nghĩ đích đến cũng không còn xa nữa, anh sợ tôi biết nơi ẩn náu của mình thì anh đừng nói cho tôi. Anh có thể đi ra bên ngoài rồi chúng ta gặp trên đường cơ mà. Anh chỉ nói đến đây. Trong gương chiếu hậu, Phùng Mật đã mua xong đồ uống nhưng lại bị Lâm Linh kéo sang bên thì thầm mấy câu. Sau đó hai cô gái và cả lữ hiện với chức danh bảo vệ người đẹp cùng đi sang cửa hàng bên cạnh. Hình thâm im lặng, Viêm thác cũng lặng thinh khiến trong ống nghe chỉ còn tiếng hít thở của hai người, mãi sau hình thâm mới nói, gặp trên đường kiểu gì. Viêm thác nhìn bản đồ chỉ đường, lát nữa tôi sẽ đến đến ngũ long theo đường mòn, lối nhỏ. Xe tôi đi là Audi màu xám rất dễ nhận ra, có ba số cuối của biển số xe là 421. Địa điểm gặp gỡ tùy anh chọn, anh có thể đâm vào xe tôi khi đến nơi anh cho là thích hợp. Khi Phùng Mật đang chọn kẹp hoa với Lâm Linh ở quản trang sức quay đầu lại sau khi nghe viêm thác gọi thì xe đã chạy ngược trở lại trước quân. Anh hạ cửa kính xe rồi than văn, nhờ đi mua cốc nước mà ba người định để tôi chết khát đấy à. Ba người vội vàng lên xe, Lâm Linh ngồi ở ghế lái phụ với gương mặt chưa hết ứng hồng, anh đừng trách họ. Tại em nhờ chị Phùng đi mua ít trang sức với em nên mới chậm vậy. Có thể giúp đỡ viêm thác, Lâm Linh rất vui vẻ cũng có chút tự hào vì dám sóng vai với anh. Viêm thác nói tôi đi nhé, mọi người thắt dây an toàn vào. Nghe anh nhắc, Lữ Hiện vốn không thất đã ngoan ngoãn thất vào. Còn phùng mật vẫn dứng dưng bởi trong suy nghĩ của cô ta, mói hàng ghế sau thì chẳng cần. Cô ta đưa lên nước đã cầm ống hút cho viêm thác, vị nho đấy, đủ mát chứ. Viêm thác uống một ngụm rồi đưa cho Lâm Linh, cầm hộ anh. Tiếp đó anh bảo, còn một tiếng nữa mới đến mọi người nghỉ ngơi đi cho đỡ mệt nói rồi anh bật mấy bài nhạc nhẹ thư giãn phùng mật đang hối hận vì vừa rồi đã chậm chân để mất ghế lái phủ nếu không người cầm ly nước giúp viêm thác lúc này đã là cô ta rồi nhạt thế chẳng đáng để cô ta ghen nhưng nếu đó là lâm linh thì cũng chẳng sao cả một người mở lâm linh cầm lấy ly nước mà tim đập thình thịch trong ly có đá còn trong xe mở điều hòa nên thân ly đã đọng lại những giọt nước nhỏ, do sự chênh lệch nhiệt độ ngày một lớn. Cô lên đặt tay mình vào đúng dâu tay đầy nước trên thân ly của viêm thác. Những ngón tay mảnh khảnh trên thân ly thật xinh đẹp. Nếu những bộ phận khác trên cơ thể cô cũng đẹp như tay thì tốt biết mấy. Vốn dĩ sau bữa trưa con người ta đã dễ mệt mỏi, nay có thêm nhạc nhẹ và cơn sóc khẽ của xe góp sức, mọi người trong xe trừ viêm thác đều mơ màng thiếp đi chẳng biết thời gian trôi qua bao lâu bỗng dưng thân xe bị thứ gì đó đâm vào lâm linh chỉ bị hoảng sợ và ướt quần áo do nước trong ly đổ hết lên người lữ hiện cũng khá ổn chỉ bị xiết một cú vì đã thắt dây an toàn có mỗi phùng mật là thâm nhất với củ đập đầu đánh cốp vào cửa xe làm cô ta phải kêu ầm lên viêm thác chửi mẹ mày có biết lái xe không đấy đây là... Lữ hiện nhận ra ngay bên mình bị xe khác tông vào đuôi. Quan trọng hơn cả đây là xe của anh ta. Tổn thất kinh tế khiến ý chí chiến đấu của anh ta trỗi dậy trong phút chốc. Mới cởi dây an toàn và mở cửa xe, chưa kịp cho đối phương biết cơn tức của mình thì mắt anh ta đã hoa lên, sau đó cổ áo anh ta bị tung lấy và người anh ta bị đẩy mạnh vào thân xe. Đối phương sẵn giọng, mày không biết lái xe à? Đâm hồng cả xe bố mày. Má ơi, đối phương hung hàng thể á. Lúc này Lữ Hiện mới thấy rõ người túm cổ áo mình. Đó là một gã đàn ông chừng 30 tuổi có vóc người tầm trung và cái đầu to khiến cổ cụt lùn một khúc. Đôi mắt quắc kia đủ để nói lên rằng anh ta không dễ chọc. Nhìn tiếp về phía sau, Lữ Hiện trông thấy chiếc xe Honda đâm vào đuôi xe mình và cả chiếc Prado đi phía sau. Trái với việc chỉ có một người tài xế bước xuống từ phía Prado, tất cả năm người trên chiếc Honda tỉnh cả gã đàn ông trước mặt đều nhảy xuống. Bọn họ không có vóc dáng vạm vỡ đồng bộ nhưng chắc Trần là người biết đánh lộn. Không ổn, tình thế không có lợi cho phe ta. Lữ hiện nhẹ giọng, ấy ấy, có phải tôi lái xe đâu? Túm cổ áo tôi làm gì? Có thể văn minh tí không? Trong xe, thấy chán phùng mật dướm máu, Lâm Linh vội vàng đưa khăn giấy cho cô ta, cũng lấy luôn mấy tờ để lau nước trên người rồi mới hỏi Lữ Hiện, trên xe có hòm thuốc không? Chị Phùng chảy máu rồi. Có người bị thương, bên nào có người bị thương nghĩa là bên đó có lý. Đến lúc cảnh sát tra hỏi cũng sẽ nghiêng về bên mình. Lữ Hiện to gan hơn chút, định đấy gã đàn ông kia ra nhưng tiếc là không đầy được, nghe thấy chưa, bạn tôi bị thương rồi. Viêm thác mở cửa, bước xuống, có gì từ từ nói. Tôi là người lái xe. Gã kia hừ mũi thả lữ hiện ra rồi nhìn sang phía viêm thác anh từng gặp gà này rồi gã chính là đầu to lần trước gặp ở răng cửa hai bên còn thuộc phe đối địch đấu đá lẫn nhau thành đồng bọn hợp tác nghĩ thôi cũng thấy thổn thức rồi khi ấy đối đầu mà nay lại nhìn ra sau lưng đầu to trong mấy người đó lại có một gương mặt quen thuộc là sơn cường mấy tháng không gặp các bộ phận trên mặt cậu ta vẫn cứ tập trung hết ở trung tâm càng nấy nở nhưng chẳng biết bao giờ ngũ quan cậu ta mới nở ra được. Người ta hay bảo càng lớn Sơn Cường cười khà khà, nói thật to, đại ca, xe mình bị đâm hỏng rồi. Xe mới đấy, anh thấy bảo đối phương đến bao nhiêu thì hợp lý. Đến cái xít ấy, Lữ Hiện suýt thì nhảy dựng lên, mẹ nó đúng là đổi trăng thay đen. Rõ ràng bọn họ đi đằng sau còn làm méo cả thanh hàm sung phía sau xe minh kia. Với cả xe mình là Audi ít cũng phải 400.000 trong khi xe bọn họ chỉ là con Honda dồm 100.000 đã cũ dích. Thế mà còn dám mở miệng đòi bồi thương. Đây là ăn vả, lừa bịp, tổng tiến, phạm pháp. Anh ta cố gắng giữ vững lập trường, các anh đừng có. Không biết trái phải như thế, tôi sẽ. Còn chưa nói hết câu, Lữ Hiện chợt nhớ ra tên kia vừa gọi đại ca chẳng lẽ bọn họ gặp phải băng đảng lưu manh địa phương anh hùng không sợ chịu cái thiệt trước mắt cư nhẫn nhịn tạm đã thế là mấy từ bảo cảnh sát được anh ta nuốt ngược về trong nhưng anh ta sợ chứ người khác không sợ phùng mật đang che chán bằng khăn giấy đột nhiên thỏ đầu ra khói cửa kính xe nhìn bọn đầu to với ánh mắt hung tợn và gương mặt dữ dẫn vừa mở miệng cô ta đã chửi ầm ĩ mẹ ăn vạ cả với bà mày à chúng mày muốn chết đúng không mẹ ơi lữ hiện giật nảy mình trước sự hung hăng của cô ta cô cô nàng phùng mật luôn nói chuyện yêu diệu mà lại ghê gớm thế à viêm thác quát phùng mật cô quay vào xe đi lữ hiện về băng bỏ vết thương cho cô ấy để đó tôi nói chuyện lúc mới bị quát phùng mật còn ngơ ngác không hiểu tại sao anh lại quát người phe mình nhưng khi nghe xong lại cảm thấy thật an toàn nói thẳng ra là nếu đàn ông có thể gánh vác giải quyết tất cả thì cô ta cũng thích được che chở. Có ai muốn hệ tí lại nhe răng, giờ mông ra đâu chứ? Cô ta lặng lẽ quay vào trong xe. Sơn Cường cười rủi, tiếp tục nói với chiếc Prado, đại ca, ở đây có thằng hiểu ly lẽ bảo để nó qua nói chuyện bồi thường này. Sau đó cậu ta vẫy viêm thác, nào, mày sang đây nói chuyện. Con đường này không tính là vắng vẻ, thỉnh thoảng vẫn có xe đi qua nên cũng có người dừng lại ngó nghiêng họ không dám lại gần vì đám đầu to trông rất dữ cũng chẳng biết trong số đó có người lâm hỉ nhu cử đi theo không nhưng chẳng sao cả chỉ cần anh xử lý nó như vụ tai nạn bình thường thì nó sẽ bình thường khi viêm thác đi qua chiếc honda cửa kính ở hàng ghế sau của chiếc prado hạ xuống có một người đàn ông đeo kính dâm nhìn về phía anh trong xe còn đeo kính dâm sợ người ta nhìn rõ mặt à viêm thác cảm thấy buồn cười anh dừng lại ở bên cạnh xe để bọn phùng mật và cả người đi đường đều trông thấy bọn anh đang nói chuyện anh từng nghĩ tới những địa điểm gặp gỡ khác nhưng cuối cùng vẫn quyết định nói chuyện giữa bao người thế này bởi dưới sự thản nhiên đến cực điểm là bí mật được bao bọc kín kẽ nhất hai người tự giới thiệu như để hỏi thăm lẫn nhau viêm thác hình thâm sau đó như nhận ra điều thắc mắc của anh hình thâm mỉm cười bỏ kính dâm xuống đây là một gương mặt tập hợp đủ nét đẹp để lừa gạt người khác như dịu dàng, trầm tĩnh, khẽ mỉm cười khiến người ta nhớ tới vẻ ung dung của hoa hạnh trong mưa phun. Mỗi tội cặp mắt kia, tôi bị mù, không nhìn thấy. Hình thâm là người mù à. Nhìn vào đôi mắt gần như đã bị bao trùm bởi màu nâu nhạt bản trong suốt kia, viêm thác hơi mơ màng. Theo sự lễ phép, dù hình thâm có trông thấy hay không anh cũng không được nhìn thẳng như thế cho nên anh rời mất sang bên cạnh. Trong xe còn có những người khác. Ngồi bên hình thâm, là Châu Châu, vẫn là vóc người nhỏ xíu đó. Nó mặc áo lông vũ kiểu trẻ con màu quýt, trùm mũ và đeo khẩu trang kín mít nghĩ tới việc bên dưới lớp da bằng vải này là một thứ như vậy. Viêm thác vẫn cứ sờn gai ốc dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước. Ghế lái phụ cũng có người, người đó đang cởi dây an toàn, quay người về bên này. Đó là một cô gái đầu chọc, da đen. Rất ít khi viêm thác miêu tả con gái bằng từ vạm vỡ nhưng áp dụng nó cho cô gái này lại rất thích hợp. Thứ đầu tiên viêm thác chú ý tới là hình xăm thần lẫn dọc theo má phải. Tiếp đó là khuyên mũi dường như cô ấy không sợ lạnh nên chỉ tròn một chiếc áo khoác đen bên ngoài áo phông mông manh. Trên gương mặt bình tĩnh của cô nàng là đôi mắt sáng rực. Chỉ sáng thôi chứ trong mắt chẳng có bất cứ cảm xúc gì. Hình thâm giới thiệu cho anh, đây là Dư Dung." Rồi anh ta nói thêm, "Cô ấy là người bên tôi, có thể cùng nghe bất cứ việc gì anh nói." Chương 87. Viêm Thác còn chưa kịp nói chuyện, Hình Thâm đã lại hỏi, "Mấy người trên xe anh là ai? Có cú đất không?" Hình Thâm là người nhà chó nhưng hiện tại nhà chó đã không người ra được mùi củ nữa rồi. Viêm Thác thành thật, "Có." Hình Thâm gật đầu với một nụ cười nhạt khó có thể nhận ra bên khóe môi anh ta biết là có củ đất ở đây chủ, hỏi vậy chỉ để thăm dò thôi. Bởi vì tuy anh ta không ngửi được gì nhưng ban này châu châu cứ mãi nháo nhào cho đến khi bị quát. Cửa này viêm thác đã chót lọt. Thời gian ít ỏi không thể tàn mạn, viêm thác đi thẳng vào vẫn để anh biết được bao nhiêu. Nhếp nhị đã kể hết cho tôi về bọn lâm hỉ ngu, nông trường, túi máu, ăn tạp. Dối, viêm thác ngắn ra, lúc gọi điện hình thâm còn gọi nhấp cửu la là a à la mà sao bây giờ lại thay đổi sưng hô nhưng khi liếc thấy dư dung anh đã hiểu được hôm nay có cả người ngoài xem ra thân phận thật sự của nhấp cứu la chỉ có hai ba người biết thật nhưng cô ấy không nói về anh và lý do tại sao anh sống giữa đám củ đất mà lại có tư tưởng đối nghịch bọn chúng cô ấy bảo đây là việc riêng của anh nên do chính anh nói và tôi tự phán đoán khi nghe Giữa anh và hình thâm còn chưa kiến thiết được niềm tin nên anh hiểu tại sao nhấp cửu la lại để anh tự nói những việc này. Một nửa trong lý do là cô tôn trọng sự riêng tư của anh, nửa còn lại là cho anh cơ hội thể hiện. Anh chống một tay lên nóc xe, còn người hơi cúi xuống tạo thành tư thế đang trò chuyện với người trong xe. Lầm hỉ ngu xuất hiện từ năm 92, khi ấy bố tôi đang khai thác mỏ ở huyện Do Đường. Nếu đoán không sai thì bọn họ gặp nhau trong hầm mỏ và bố tôi trở thành ma cọp. Sau khi tôi được sinh ra, dì Lâm đến nhà tôi sống với danh nghĩa chăm sóc tôi. Hình thâm gật đầu, rất nhiều lúc ma cọp không khác gì người bình thường. Tôi không dám nói tiến có thể mua tiên nhưng ít nhất nó có thể giải quyết phần lớn vấn đề trong cuộc sống. Chắc hẳn Lâm hỉ nhu nhận thấy đầu óc làm ăn của bố tôi nên đã gây dựng dần từ tiền và nhân lực của bố tôi. Cạch tiếng mờ bật lửa châm thuốc của dư dung xen ngang câu chuyện. Nhìn viêm thác và hình thâm, cô ấy bình tĩnh dơ hộp thuốc là lên, làm điều không? Thấy hai người cùng lắc đầu, dư dung tự cần đầu thuốc, nhả khói phi phèo. Khác với kiểu kẹp điếu thuốc trong tay thỉnh thoảng mới hút của mọi người, cô ấy ngậm nó trong miệng như ngậm kẹo mút và chỉ bỏ ra để gấy tàn thuốc. Sau này khi tin đồn di lâm và bố tôi có quan hệ bất chính rộ lên, mẹ tôi không chịu nổi và mâu thuẫn gia đình trở nên gây gắt có vẻ không mấy bất ngờ hình thâm nghiêng mặt sang hỏi dư dung kỳ động dục à nếu nói chuyện thì không thể ngậm điều thuốc trong miệng được dư dung đành cầm trong tay cú đất hóa người thì tôi không biết trước nay chưa từng có tình huống này đúng là khi nhà roi thuần hóa có gặp trường hợp củ đất động dục nhưng vì đó chỉ là con vật nên chúng tôi thường áp dụng biện pháp đánh với con cái và thiên với con đực thì thoảng bất cần để bọn chúng lên ra ngoài thì lại có người mang vả. Bàn tay đặt trên nóc xe của viêm thác siết chặt lại. Có lẽ cách nói chuyện của hai người họ không có ý xấu nhưng đối với anh chúng chẳng khác nào lời sỉ nhục. Anh vội vàng nhảy qua chủ đề này, sau rất nhiều việc mẹ tôi bị liệt cả người, bị tổn thương nào, đã nằm trên giường hơn 20 năm rồi. Còn bố tôi đã qua đời vì bệnh nặng, tôi còn một đứa em gái đang mất tích tôi vẫn luôn nghĩ cách tìm con bé về mới đây đã biết con bé bị ném vào khe hắc bạch nghe thấy khe đen trắng hình thâm và dư dung đều bất ngờ khi con bé mất tích tôi còn quá nhỏ nên không hay biết gì với cả tôi được lâm hỉ nhu nuôi từ nhỏ có lẽ cho nên gì ấy có tình cảm đặc biệt với tôi cũng không đề phòng tôi mấy nên mới giữ tôi ở bên người khoảng 7 năm trước một người bạn của bố tôi đưa cho tôi cuốn nhật ký của mẹ tôi theo lời dặn của ông ấy lúc còn sống trong nhật ký ghi rõ mọi biến cố xảy ra sau khi lâm hỉ nhu đến nhà tôi bỗng dưng đằng trước có tiếng hét hoảng sợ hình như là của lâm linh viêm thác giật mình quay lại nhưng không thấy vấn đề gì chỉ có mỗi đầu to đang bước vội tới với gương mặt xanh mét khi đi tới sườn xe anh ta thì thâm anh thâm rắc rối rồi trong xe có con bé từng gặp em người đầu to nói là Lâm Lĩnh. Lúc đầu còn rồi gen, Lâm Linh mải băng bó vết thương cho phùng mật với Lữ Hiện nên cũng chưa kịp nhìn tình hình bên ngoài. Đến khi xong xuôi và thấy lo lắng cho viêm thác, cô mới thò người nhìn ra ngoài cửa kính xe. Cái nhìn ấy của Lâm Linh chạm ngay vào ánh mắt của đầu to khiến một người hét thất thanh, một kẻ mặt xanh mét. Từng gặp rồi, khi viêm thác mất tích và Lâm Linh đăng tin tìm người có thường giúp Lâm hỉ nhu, đầu to co mò tới gặp với thái độ lồi lõm không chịu cho xem chứng minh thư và ghi hình kêu là để bảo vệ sự riêng tư và hình ảnh của mình chính cho nên anh ta đã để lại cho lâm linh một ấn tượng khó phai hình thâm sốt sắng từng gặp cậu á sao cậu không nói đầu to ngập ngừng chuyện từ năm nào rồi ai mà nhỏ được từ khi răng cửa xảy ra chuyện mới đầu anh ta núp ở dưới hầm nhà tường bách xuyên sau chuyển sang du rú trong xưởng may nên thấy hôm nay có cơ hội ra ngoài còn được tham dự đâm xe thì hào hứng lắm đâu có nghĩ tới những việc rắc rối này viêm thắc nói không sao đâu nếu là cô ấy từng gặp anh thì không có vấn đề gì nhưng nếu là người từng lộ mặt anh nên đội mũ và cúi đầu xuống đừng nhìn ngó xung quanh không sao đầu to nhìn anh bằng ánh mắt nghi hoặc trong khi ấy hình thâm lại bình tĩnh hẳn, khi nghe giọng nói chắc nịch của anh, cử làm theo những gì anh ta bảo đi. Mà phía bên này Lâm Linh cũng đã ngồi về ghế lại phụ trong nhịp đập rộn ràng. Không ngờ Viêm Thác lại gặp và giả vờ không quen biết mây kẻ từng bắt cóc mình. Xem ra vụ tai nạn lần này không phải ngoài ý muốn và câu nói thắt dây an toàn vào của anh lúc trước cũng đầy ẩn ý. Cô lặng lẽ nuốt nước miếng cho cổ họng bớt khô miếng băng gạc to đùng trên trán và ánh mắt kiêu ngạo mất kiên nhẫn đã tăng thêm vẻ xã hội đen cho phùng mật cô ta nhìn lâm linh rồi lại nhìn bên ngoài sao thế lâm linh vội vàng bịa cơ không có gì em định xem viêm thác nói chuyện đến đâu rồi ý mà cải gã có đầu to kia giữ thật đấy phùng mật mỉa mai yên tâm đi trong cả xe cô là người an toàn nhất rồi túi máu của dì lâm cơ mà đâu thể để bị làm sao được thân thể của viêm thác không có vấn đề gì động cơ cũng hợp lý nên hình thâm nói với dư dung cho anh ta xem anh đi hợp tác mà anh tiến một bước tôi cũng phải tiến thêm một bước để tỏ thành ý với nhau chứ dư dung lấy điện thoại ra mở ảnh và đưa cho viêm thác viêm thác cầm lấy xem đó là ảnh của những người bị treo trên cây bao gồm cả người anh từng gặp là cha que lần này anh gặp được không ít người quen chẳng qua có người còn sống có người còn chết có người đứng trên mặt đất, có người treo ở trên cây. Anh lướt nhanh qua mấy bức ảnh rồi đưa trở về. Việc này nhiếp cửu la đã nhắc tới rồi. Khi ấy anh bảo những ai chết rét thì đã chết rồi. Số người còn dư lại chưa hẳn đã chết rét đâu, không ngờ lại đúng thật. Hình thâm nói, đây là những gì bọn chúng gửi tới số của tước cha. Bây giờ tình cả chủ tường, chúng tôi có hết thầy tám người đang nằm trong tay chúng. Điều kiện đầu tiên bọn chúng đưa ra là đối lấy Châu Châu. Vừa dứt lời, Châu Châu luôn ngồi im bên cạnh bỗng run rẩy, chưa chắc nó đã hiểu câu nói này nhưng nó nghe được tên mình. Hình Thâm giơ tay vuốt nhẹ sau gáy Châu Châu. Nhớ tới những điều tưởng bách xuyên nhờ anh gửi gắm, Viêm Thác định nói nhưng Hình Thâm lại giơ tay lên bảo anh nghe hết đã. Nhấp nhị từng bảo với tôi chú Tường nhờ anh nhấn là đứng đổi tôi hiểu nỗi lo của chú Tường nhưng anh phải biết rằng chỉ cần có hy vọng cứu người về thi chúng tôi đều muốn thử, dù sao đó cũng là. Tám con người đây, viêm thắc nói, anh đợi tôi một lát, tôi phải quay về bên kia đã. Cứ đứng đây mãi cũng không được. Trở về chỗ xe ưu hiện, anh vừa cúi người đến bên cửa kính, ba người ngồi trong đều nhào ra, nói chuyện sao dối. Lữ Hiện thì thầm, Viêm thác này, có nên bảo cảnh sát không? Viêm thác đáp, nói chuyện cũng tạm tạm rồi, chắc là có thể giải quyết riêng. Lữ hiện không hiểu, giải quyết riêng kiểu gì? Bọn họ đâm vào đuôi làm xe mình hỏng mà, cậu thấy đôi bao nhiêu thì hợp lý. Lữ hiện sửng sốt một lúc lâu, ai trả viêm thác, cậu là chuyên gia đàm phán đấy à? Ban này bọn họ còn định ngoa tiến của chúng ta, mà sao cậu mới đứng đó một lúc, tình thế đã thay đổi rồi. Viêm thác hờ hững, đàn em anh ta to mồm vậy thôi chứ anh ta nói chuyện từ tế phết. Với cả tôi có giới thiệu qua về bản thân, chắc anh ta thấy kết bạn với tôi lời hơn ngoa mấy đồng tiến. Đúng là thế thật, Lữ Hiện nhớ ngay tới chiếc điện thoại mới viêm thác mua cho Minh quen được kẻ nhà giàu hào phóng quả là bội thu bởi chiếc Honda Zoom đó có vỡ nát thì cũng chỉ được đến mấy đồng. Phùng mật hừ mũi, xem như anh ta biết điều. Viêm thác nhìn Lữ Hiện, nếu cậu không có ý tưởng gì cụ thể thì tôi nói chuyện thay luôn nhé. Lữ Hiền gật đầu lia lịa, cậu nói đi, tôi tin tưởng cậu sẽ không để tôi bị thiệt. Viêm thác quay lại chỗ Prado. Hình thâm cười, anh giỏi đây, diễn còn thật hơn cả diễn viên. Viêm thác cảm thấy tuy hình thâm không trông thấy nhưng các giác quan khác đã trội hơn người bình thường. Bởi vì từ lúc gặp mặt tới giờ anh ta chưa từng quay nhầm hường và luôn ngẩng đầu hoặc mim cười đúng chỗ anh cũng cười diễn viên mà diễn đỡ chỉ bị mắng thôi còn tôi diễn đỡ là mất mạng đấy sao có thể không nghiêm túc được sau đó anh tắt cười tôi nói với anh mấy kế hoạch của tôi prado cách khả xa audi còn có honda làm bình phong nên nói chuyện không sợ bị người ngoài nghe được nhưng viêm thác vẫn cố gắng nói thật nhỏ tôi có một danh sách về các củ đất ngoài những kẻ tiến hóa thất bại bị vứt bỏ đã chết bị bắt và đảm đang ở bên lâm hỉ nhu Khó xử lý ra thì còn lại 5 tên. Mới đầu tôi định mượn sức người của các anh để cứu các túi máu, đưa họ đến nơi ở an toàn để tránh bị giết hại. Nhưng sau này thấy biện pháp ấy chỉ giải quyết được phân ngọn chứ không trị hết bệnh. Một là do tôi không có đủ danh sách túi máu, hai là túi máu vừa chạy củ đất sẽ dốc sức đi tìm ngay. Mà vậy thì lại thành ra rắc rối nên chỉ bằng là một võ lớn luôn. Hình thâm khẽ liếm môi dưới, anh nói đi anh ta thích cái câu làm một vố lớn luôn này con người anh ta hoặc là không làm đã làm phải làm trọ dáng viêm thác noi thay vì cứu túi máu chỉ bằng chúng ta bắt cú đất chỉ cần tách củ đất với túi máu là túi máu sẽ an toàn nếu có thể thành công thì anh sẽ có năm củ đất trấn phúc và cả châu châu bọn tường bách xuyên cũng sẽ an toàn hơn hiểu hết lời anh nói tim hình thâm đập thình thịch đúng thế thật từ khi bọn tường Bách Xuyên bị bắt tới nay anh ta luôn ở trong tình trạng cơ đau rốt cổ, nếu có thêm cú đất. Anh ta hỏi, bắt cú đất chắc không dễ dàng nhỉ? Nhớ hôm bọn tường Bách Xuyên bị tóm, đối phương ai cũng có súng cả. Viêm thác cười nhạt, tôi từng phân tích về bọn chúng. Năm cú đất này không phải dạng thiên về đành đâm, bọn họ trà trộn giữa con người, hàng ngày đều sống như người bình thường. Ví dụ có một củ đất tên Thẩm Lệ Châu làm phục vụ cho một quản lầu ở Trùng Khánh, chẳng lẽ bình thường bà ta cũng mang súng đi làm à? Với cả ra tay khi bọn chúng chưa kịp phòng bị sẽ có tỷ lệ thành công cao hơn. Nếu các anh có đủ người thì cử sắp xếp hai hoặc ba trọt một và mang theo thiết bị giật điện để tránh phải đánh nhau với bọn chúng. Điếu thuốc của Dư Dung đã hết, đang được cô ấy nằm trong lòng bàn tay ướt át. Thấy hình thâm không thắc mắc gì, viêm thắc nói tiếp làm việc này phải đi xa, mà còn không thể xử lý từng kẻ một vì khi có một củ đất đột nhiên mất liên lạc, những củ khác sẽ cảnh giác và có thể trốn đi nơi khác ngay. Nếu vậy bảng danh sách tôi mạo hiểm lấy được sẽ trở nên vô dụng. Nói tới đây anh nghiêng đầu nhìn về phía chiếc Audi bên trên, trên xe có túi máu của Lâm Hỷ Nhu là Lâm Linh. Tôi hy vọng khi săn củ đất, các anh sẽ nhân tiện bắt cóc luôn cô ấy nói là bắt cóc nhưng thực tế là cứu cô ấy đưa cô ấy tới một nơi an toàn hình thâm trầm ngâm trên xe anh vừa có củ đất vừa có túi máu nếu đều có cả sao anh không nghĩ tới chuyện bắt luôn bây giờ viêm thác lắc đầu làm vậy sẽ rút dây động rừng bên lâm hỉ nhu mất hàn quản và trần phúc đã cảnh giác hơn nhiều dối nếu chiếc xe này mà xảy ra chuyện thì chúng ta đừng mơ tìm được củ đất khác nữa hình thâm gật đầu thế còn anh sau khi thành công anh tình làm gì viêm thác thở dài Mấy năm nay tôi luôn tìm hiểu bị mật của Lâm Hỷ Nhu, đến giờ đã tra được kha khá. Sau khi thành công, Lâm Linh an toàn thì tôi cũng có thể rút lui, kết thúc thứ cuộc sống lúc nào cũng hài hùng này. Đến khi có củ đất làm con tin các anh có thể trao đổi người, còn tôi có thể hỏi Lâm Hỷ Nhu xem phải tìm em gái mình ở đâu. Hình thâm không nói thêm nữa vì đây đúng là một kế hoạch to gan và một cuộc hợp tác cùng có lợi. Viêm thác ngừng đầu nhìn trời, không còn sớm nữa, tôi phải đi du lịch mà anh cũng cần thời gian suy nghĩ. Chúng ta liên lạc lại sau con bây giờ mỗi bên lùi một bước nhé. Đúng là cần thời gian để suy nghĩ vì con người ta không nên quyết định khi đầu óc mất bình tĩnh. Hình thâm gật đầu, dư dùng mở cửa kính xe rồi thỏ tay ra ngoài gõ mấy nhát vào của xe. Chắc đây là tín hiệu đã bàn bạc từ trước vì Sơn Cường đang dạng chân trên chiếc Honda la lên. Ô, đại ca nói chuyện xong rồi à? thế thì tốt hòa khí sinh tài mà đi thôi nói rồi cậu ta nhảy xuống khói xe chuyến này coi như thành công mỹ màn viêm thác cảm thấy gánh nặng trong lòng đã vơi bớt khi anh vừa quay người định đi hình thâm đã gọi lại khoan tôi hỏi thêm một câu sao anh lại biết nhiếp nhị viêm thác giật mình nhấp cửu la không nói với hình thâm à anh đáp anh hỏi cô ấy đi câu trả lời của tôi như cô ấy hình thâm hơi ngạc nhiên Muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Lát sau anh ta dựa lưng vào ghế. Không phải anh ta chưa hỏi mà nhấp cửu la trả lời thẳng thừng là quen biết ai và tại sao lại quen biết là việc riêng của em. Nhờ tới lúc mới trông thấy viêm thác, trên người anh ta cũng có một thứ ánh sáng nhàn nhạt, nhạt, không sắc bén nhưng lại thầm khiến người ta cảm thấy đè nén. Màu sắc của nó rất giống với A-La. Xe của Lữ hiện bị đâm cong thanh ham sung. Nắp cốp sau cũng hơi lõm vào nhưng chỉ thuộc dạng tai nạn nhỏ, không ảnh hưởng tới động cơ xe. Sau khi lên xe, viêm thác nhân ga chạy thẳng đến động ngũ long, đồng thời bảo với Lữ Hiển, khi nào về cậu mang xe đi sửa, hết bao nhiêu tiền thì bảo tôi. Phùng mật không tin lắm, tốt thế á. Viêm thác trả lời, kết bạn mà, anh ta chỉ một phân, tôi giúp đỡ một phần nữa coi như si xóa. Vừa nghe bảo tôi lữ hiện đã vui hơn không ít nhưng rồi chợt nhớ ra một việc mãi lo chuyện cây xe thế chuyện em phùng bị thương thì sao viêm thác nhìn phùng mật qua gương chiếu hậu nói đây ẩn ý cô phùng đây trẻ khóe mây mà lành phùng mật cũng nhìn vào gương khi ánh mắt hai người chạm nhau trong gương chiếu hậu cô ta hầm hứ còn viêm thác cười khẽ bây giờ anh đang vui nhìn ai cũng thấy tốt đẹp chỉ riêng lữ hiện là bất bình cậu ăn nói thế à người ta đã bị thương rồi mà cậu còn nói thế. Khi đến động ngũ long, trời đã sang chiều nhưng nhân viên khu du lịch bảo nếu dạo quanh thì chỉ mất một, hai tiếng thôi. Thế là cả bỏ mua vé và tham quan, bởi đằng nào cũng đến rồi mà đi đường suốt bao lâu nếu không ghẻ chơi mấy chỗ thì quá vô lý. Trong tên khu di lịch có chữ động nhưng thực tế lại có một vườn quốc gia có thể leo núi cũng có thể ngắm sông. Khi lòng hân hoan ngắm gì cũng thích. Lúc buồn bã u sâu mọi thứ đều thật tâm phào. Vì đang vui nên khi bắt gặp cảnh đẹp dọc theo con đường ven suối, viêm thác cũng dừng lại chụp ảnh nơi đây vốn không có nhiều du khách mà hôm nay trời lại lạnh và âm u nên gần như chẳng có ai. những nó lại khiến anh sinh ra một cảm giác một mình một cõi rất là kỳ diệu. Lúc leo lên đài gọi rồng, gió mạnh thổi qua khiến người anh lạnh run nhưng tầm nhìn cũng thoáng đáng hơn hẳn. Viêm thác gọi ba người bị tụt lại đằng sau lên đây xem này, xương lên rồi. Vì trời đã quả chiếu và do sự chênh lệch nhiệt độ nên xương đã nổi, mây mù có mặt ở khắp nơi. Ở trong thành phố ít khi gặp được cảnh sắc như vậy nên Phùng Mật hào hứng bảo viêm thác chụp ảnh cho mình nhưng ảnh anh chụp ra nếu không lệch thì cũng đâu to người nhỏ. Phùng Mật có ý với anh đi nữa thì cũng không thể chịu nổi. Thế là sau ba lần chụp, cô ta không thèm nhờ viêm thác nữa, đổi sang gọi Lữ Hiện nhân cơ hội ấy viêm thác chạy sang bên ngắm cảnh lâm linh cùng đi theo đứng bên cạnh anh một lúc cô mới nói hôm nay trông anh có vẻ vui viêm thác trả lời sắp rồi lâm linh sửng sốt sắp gì ạ nhưng ngay sau đó cô đã hiểu được nhịp tim nổi như trống dồn vang vọng khắp mang tai nhưng đồng thời lại có một sự hốt hoảng trào lên trong lòng cô hỏi có nguy hiểm không viêm thác đáp có lẽ nếu may mắn chúng ta sẽ vượt qua còn không may thì khó nói. Nếu ngày nào đó anh không giúp được em nữa, em phải tự mình bơi đây. Nói tới đây như chợt nhớ ra việc gì. Anh mở danh bạ điện thoại ra cho Lâm Linh xem một cái tên và số điện thoại. Chú ấy tên là Lưu Trường Hì, là một người có thể tin tưởng. Em nhớ nhé, nếu cùng đường có thể đến nhờ chú ấy giúp. Nhưng khi đến gặp chú ấy, em phải cẩn thận đừng mang tai họa đến cho người ta vì chủ ấy chỉ là một người bình thường thôi. rõ ràng đang đứng giữa cảnh vật hữu tình mà Lâm Linh lại căng thẳng đến run rẩy. cô lầm nhầm cho thuộc số điện thoại rồi hỏi anh. thế còn anh? nếu anh gặp chuyện thì có thể tìm ai giúp đỡ? Viêm Thác đáp. anh a ai có thể giúp anh được nhỉ? chủ trường hì là không được rồi vì có muốn giúp chú ấy cũng không giúp nổi. anh chẳng thể kẻo người hiến lành tốt bụng như chú vào rắc rối này được. Bọn hình thâm ư, hợp tác vì lợi ích, chưa chắc đã để ý anh. Mãi sau anh mới đáp, có lẽ, có một người, nhưng đó là ai thì anh không nói. Cảm ơn bạn đã ghé thăm kênh Holic Audio, chương 88. Ra khói động ngũ long, trời đã sắp tối. Việc nên làm đã làm, chỗ cần chơi đã chơi. Do không còn việc gì quan trọng viêm thác tăng tốc chạy thẳng về Tây An và chỉ dừng lại vài phút để cả bọn ăn tối. Khi về đến biệt thự đã hơn 2 giờ sáng nhưng vẫn có thể miễn cưỡng xem là đi về trong ngày. Trong biệt thự im ắng chỉ có chiếc đèn cảm ứng ở hành lang sáng lên theo tiếng bước chân. Mọi người chia nhau về phòng với phùng mật đi ở cuối. Khi đi tới trước cửa phòng Lâm Hỷ Nhu, cô ta dừng bước gõ nhẹ lên cửa. Cửa mở, Phùng mật nhìn trước nhìn sau rồi chui thẳng vào phòng như u linh. Hai người nhìn nhau trong ánh đèn ngủ như đang nhìn một chiếc bóng được mạ một lớp ánh sáng vàng. Lâm hỉ nhu hỏi, tai nạn à? Phùng mật ném miếng băng trên chán vào thùng rác, phải chưng cái miếng băng đó trên đầu suốt một ngày. Cô ta cảm thấy rất thừa thải cái vết thương ngoài da đó sắp lành luôn rồi. Cô ta đáp, bị người ta tông vào đuôi xe, du lịch mà, có tí tai nạn cũng thú vị. Dì Lâm, cháu thích con nuôi gì lắm nhé, vừa giỏi giang vừa có năng lực. Nói rồi cô ta ngả người lên chiếc đệm êm ái làm từ tơ tằm và được thiêu hoa tỉ mỉ trên chiếc ghế trước bàn trang điểm. Tuy tư thế ngói chẳng ra sao nhưng lại tăng thêm nét quyến rũ đối với cơ thể mềm mại như rắn của cô ta. Lâm hỉ nhu thở ơ, chỉ lo chơi thôi hả? Phùng mật hơi nghiêng người, cầm bằng phần mắt lấp lánh trên bàn lên tô thứ, đâu có đâu. Theo cháu thấy Lâm Linh và Lữ Hiện chẳng giống người đang yêu đương. Còn mắt Lữ Hiện bám giết trên người cháu, còn Lâm Linh chỉ chịu nói chuyện với viêm thác. Lâm hỉ nhu không bất ngờ lầm, mấy năm trước Lâm Linh đã thích tiểu thác rồi. Sau khi tỏ tình bị từ chối, còn bày trò bỏ nhà ra đi nữa. Chắc vẫn chưa hết hy vọng đấy mà. Phùng Mật Phi cười, thật à, nếu cô ta thích viêm thác dối thì khó mà đối sang Lữ Hiện lắm. Thế tiểu thác thì sao? chị có thấy vấn đề gì không? Viêm thác à? Phùng mật ngẫm nghĩ dối lắc đầu, trước mắt không thấy gì cả, rất, rất là bình thường, rất hoàn mỹ. Nhưng với kinh nghiệm của cháu, nếu gì nghi ngờ một người mà chẳng tìm ra được tí sơ hở nào thì chỉ có hai trường hợp thôi. Một là gì nghi nhấm, hai là người đó qua thông minh, ngụy trang như thật. Im lặng một lát, Lâm Hỷ Nhu nói, tôi cũng nghĩ vậy mấy năm nay mãi làn lục ở nông trường nên không để ý tiểu thác mấy nay mới phát hiện hòa ra thang bé đã lớn thể rồi không còn là cậu nhóc bị mẹ đánh thì ôm đùi ả à khóc kêu trên đời này chỉ có dì lâm là tốt nhất năm nào nữa nhìn bản thân mình trong gương phùng mật cảm thấy bảng phấn mắt này rất tuyệt vì nó làm nổi bật sự mê ly và lẳng lơ trong con mắt cô ta bông cô ta nảy lên một suy nghĩ dì lâm Viêm thác đã biết chúng ta không giống người bình thường và cũng chấp nhận được điều ấy thì nếu anh ấy thích cháu, cháu có thể tạm hỷ sinh làm đôi tình nhân thật sự với anh ấy không? Lâm hỉ nhu mỉa mai, đừng nói mấy câu ngu xuẩn đây nữa. Phùng mật vẫn khăng khăng, cháu nói thật đấy gì Lâm? gì nghĩ mà xem, mức độ bao dung của con người đang ngày một tăng rồi. Trước kia khi người giàu không lấy người nghèo, người mân không lấy người hán, người da trắng kỳ thị nô lệ da đen đến mức còn chẳng thể ngồi ăn cơm cùng bàn nhưng nay kiểu gì cũng có cả. Cháu và viêm thác có thể trở thành cặp đôi khởi đầu trào lưu. Cùng lắm là không có con cái thôi mà mấy đôi nam nam, nữ nữ cũng đâu có con đâu nhưng người ta vẫn có thể xây dựng gia đình, sau đó nhận con nuôi đây thôi. Lâm hỉ ngu chẳng buồn tranh cãi với cô nàng, chị tỉnh táo tỉ đi, sự bao dung của con người chẳng bao giờ đến lượt chúng ta. Phùng mật cười hì hì, việc gì cũng có ngoại lệ cả, còn phải xem đối phương có sĩ tình hay không nữa. Tựa như trong phim xác sống của nước ngoài ý, vợ biến thành xác sống nhưng chống vẫn yêu thắm thiết, còn bắt người về cho vợ ăn nữa. Xác sống người ta còn yêu được, chả phải cháu vẫn hơn đám xác sống đấy à? Lâm hỉ ngu tức cười, đúng là có loại bệnh hoạn như vậy. Nếu tiểu thác đồng ý thì tôi không có ý kiến gì cả. Đúng rồi có kẻ bệnh hoạn thế thật nhưng người cô ta ưng ý đâu có phải. Phùng mật uể oải đứng dậy, cháu đi về ngủ đây. Lâm hỉ ngu nhắc, mai chị đứng quên dân băng lên chán. Người ta mà biết vết thương của chị lành nhanh thế thì kiểu gì cũng nghi ngờ. Mỗi chị bị thương còn những người khác không sao à? Phùng mật đáp, không ai bị sao cả. Có mỗi xe lữ hiện bị đâm méo một mảng. Nói tới đây, một suy nghĩ lóe lên trong đầu nhưng nhanh quả cô nàng không tóm kịp nhận thấy nét mặt đột nhiên sững sờ của cô ta lâm hỉ nhu hỏi sao thế phùng mật giơ tay lên gì đừng nói gì cả để cháu suy nghĩ cô ta có vẻ đâm chiêu lắm còn lầm nhầm lại câu nói vừa rồi không ai bị sao cả có mỗi xe lữ hiện bị đâm méo một mảng bị đâm méo xe lữ hiện xe lữ hiện cô ta nhớ rồi Dì Lâm, dì có máy vi tính không? Trong phòng dì, không cần hỏi nữa vì cô ta đã trông thấy rồi. Phùng mật vội vàng ngồi xuống trước bàn, mở máy tính lên. Vì biết có vấn đề nên chẳng đợi cô ta nói, Lâm Hỷ Nhu đã nhập ngay mật khẩu khi màn hình hiện không nhập mật khẩu. Vào đến màn hình chính, Phùng mật vội vàng mở trình duyệt rồi đăng nhập vào tài khoản đám mây. Vừa mở folder ra đã thấy đám video chi chít ở trong. May sao cô ta lười nên chưa kịp xóa chúng. Đến tận lúc này Lâm Hỷ Nhu mới hỏi, sao vậy? Phùng Mật mở một video ở hàng cuối cùng. Mấy hôm trước anh Gấu có bảo bọn cháu xem video theo dõi để tìm Trấn Phúc và Hàn Quán đấy. Cô Lý được chia đoạn xe ra khói thị trấn. Cháu đã bảo với anh Gấu là cô Lý sẽ không xem cẩn thận đâu vì cô ấy đang cảm thấy cả thế giới đều có lỗi với mình nên chỉ muốn người khác cùng xui xèo. Trong video này không có. Phùng Mật nuốt nước miếng bật video tiếp theo, anh gấu cảm thấy cô Lý nên đã lấy tài khoản đám mây và mật khẩu của cô Lý về rồi cùng xem với Châu. Xem xong anh ai mắng cháu là tìm thêm việc, chứ chẳng thấy vấn đề gì. Lúc ấy cháu cũng thấy không có vấn đề, nhưng tìm được rồi. Phùng Mật vội vàng bấm dừng rồi phóng to hình ảnh. Lâm Hỉ Nhu nhìn vào chiếc Audi màu xám trong hình. Sau khi tua nhanh Cháu tính ra được chiếc xe này đến sau khi bọn Trần Phúc mất tích khoảng 20 phút. Vì đa số các xe chạy xuống nông thôn đều là xe rẻ tiền nên tự dưng thấy chiếc Audi cháu mới để ý. Chiếc xe này đi một lát là biến mất, chắc là lái vào đoạn không có camera nhưng vì nó đi từ hướng ngược lại nên chẳng ai để ý. Khi này nói tới chuyện xe của Lữ Hiện bị đâm, Châu mới nhớ ra xe anh ta cũng có Audi có cùng màu sắc và kiểu dáng biển số xe thì cháu không nhỏ nhưng có thể hỏi anh gấu lâm hỉ nhu nói có đây người mua loại xe này chưa chắc đã là lữ hiện thế mới phải xác nhận biển số xe chứ nhờ phải thì sao lâm hỉ nhu nhìn chăm chăm chiếc audi trên màn hình dạo đó đúng là lữ hiện ở thạch hà thật nhờ phải thì sao nhờ phải thì rất có vấn đề một người vốn nên ở phòng khám tự dưng lại lái xe ra ngoài làm gì còn xuất hiện gần lúc bọn trần phúc mất tích nữa khi viêm thắc tắm rửa xong xuôi và nằm lên giường, đồng hồ đã sắp điểm 3 giờ sáng. Đường lúc đêm khuya nhất mà anh lại chẳng có tỷ buồn ngủ nào. Sắp rồi, bảy đêm mò mẫm trong bóng đêm với những thứ đầu thừa đuôi thẻo. Cuối cùng mấy tháng gần đây anh đã có được tiến triển vượt bậc chẳng khác nào bay thẳng lên trời. May mắn anh không từ bỏ. Vui quá đi. Cầm điện thoại lên định nhắn tin cho nhấp cửu la nhưng anh lại sợ làm phiền cô vì trời đã quá khuya. Rồi anh nghĩ hình như cô có thói quen để im lặng khi ngủ. Nếu đã ngủ thì sẽ không làm phiền được, cô mà không ngủ thì cũng chẳng tính là làm phiền. Anh mở áp, đọc xong là chảy, nhấn cho cô một tin, hôm nay tôi nói chuyện với hình thâm rồi. Sau khi tin nhắn gửi đi, anh cứ nhìn mãi vào màn hình nhưng tin nhắn vẫn cứ chưa đọc. Quả nhiên cô đã ngủ, viêm thác vừa buồn vừa vui, đang bệnh mà thức đến giờ này thì thật đáng đánh đòn anh lại nằm ngửa trên giường nhìn chiếc đèn dung nham với những trụ thủy tinh bất quy tắc rủ xuống. Trong bóng đêm, chiếc đèn dung nham thầm vẻ lạnh lùng có những tia sáng mông manh chuyển động chậm trong các trụ thủy tinh. Chợt nhớ tới một điều, viêm thắc cúi người lần mở trên tủ đầu giường. Chỉ một tẹo anh đã tìm ra được môi sao giấy có dấu đóa hoa mai ở trong. Anh vuốt nhẹ ngôi sao, sau đó nổi hứng tung nó lên không trung dối bắt lấy. Nhếp cửu la bảo những ngôi sao này thể hiện rằng một ngày đã trôi qua. Mọi chuyện của hôm nay đã kết thúc rồi. Một ngày thật dài. Đang lúc nhắm mắt mơ màng ngủ, viêm thắc chợt nghe tiếng tin nhắn điện thoại. Nhếp cửu la trả lời ư. Viêm thắc vội nằm sấp người và căm chiếc điện thoại bên gối lên xem. Anh bấm mở điện thoại, tin nhắn trong đọc xong là cháy vẫn ở trạng thái chưa đọc. Nằm ngơ ở đó một lát, anh mới hiểu ra và nhặt chiếc điện thoại có dây số chuyên để nghe lén lên. Quả nhiên là tin nhắn của hình thâm. Có thể thực hiện, khi nào tiện thì gọi lại cho tôi. Có thể thực hiện. Viêm thác mồi bật dậy, trong bóng đêm tim anh đập loạn nhịp khiến anh có ảo giác rằng cả phòng toàn nhịp tim. Vì bây giờ đang rất tiện, anh cầm điện thoại và thiết bị nhiễu sóng vào toilet rồi gọi cho hình thâm sau khi đã khóa kỹ cua. Hình thâm cũng phải bàn bạc với bọn dư dung và suy nghĩ rất lâu mới đưa ra quyết định, có thể thực hiện nhưng cán thời gian chuẩn bị. Anh ta nói, chúng tôi dự định ba chọi một thì để xử lý năm củ đất cần có 15 người chia làm các tổ ba người đi tới từng địa điểm khác nhau. Tấn công sẽ sử dụng điện giật và tập kích như ý anh là chính, cố gắng tránh vật lộn vì làm vậy sẽ rất nguy hiểm. Một khi bị cào hoặc cần là rắc rối to không thể nào ra tay ngay được mà cũng không thể thực hiện cùng một lúc, vì chúng ta phải tính cả văn để hiện tại bọn chúng là người bình thường. Nếu anh ngang nhiên bắt người đi giữa ban ngày ban mặt, nhô làm cảnh sát chủ ý thì sao? Anh bảo với cảnh sát bọn chúng không phải người mà là củ đất thì cảnh sát có tin không? Cho nên vẫn phải thăm dò và nắm chắc quy luật hoạt động của bọn chúng để tránh những vùng nguy hiểm rồi tập hợp thông tin, chọn thời điểm nào có tỷ lệ thành công cao nhất để hành động còn như lúc hành động tỷ lệ thành công là bao nhiêu thì phải xem ý của ông trời viêm thắc hỏi vậy chuyện lâm linh thì sao lâm linh thì đơn giản hơn vì không cần bắt mà cô ấy sẽ tự phối hợp với chúng ta điều chúng ta cần làm là sắp xếp con đường để cô ấy bốc hơi khói thế gian một cách trọn vẹn mà bọn lâm hỷ nhu không tìm kiếm được tất nhiên phải để lại manh mối cho bọn lâm hỷ nhu biết là chúng ta làm Nghe có vẻ chưa có vấn đề gì mà dù có thì sau này cũng có thể bàn lại. Viêm thắc hỏi, vậy căn khoảng bao lâu để chuẩn bị? Hình thâm trầm ngâm, tầm 10 ngày, nhanh nhất cũng phải một tuần. Vẫn được, không quá dài. Bởi vì tính cả lâm linh thì bọn họ có 6 địa điểm cần hành động đồng thời nên cũng cần thời gian lên kế hoạch và sắp xếp. Viêm thác phân công rõ ràng với anh ta, bên tôi ngoài danh sách ra thì còn phải làm gì nữa? phối hợp để mọi việc đều suôn sẻ không cảnh mẹ đẻ cảnh con bên chúng tôi cũng sẽ bắt đầu liên hệ với bọn chúng qua điện thoại của tước trả trước để giả vờ nêu điều kiện trao đổi con tin tóm lại chúng ta phối hợp lẫn nhau chờ ngày hành động sau khi cúp điện thoại viêm thác mới phát hiện bàn tay và cả cánh tay mình đều đang run anh ngẩn đâu nhìn vào gương gương mặt trong đó đang đỏ bừng tới tận mang tai trạng thái này không tốt lắm viêm thác mở với nước hát mấy vốc nước lạnh lên mặt khi quay về giường anh đang định tĩnh tâm một thoáng để suy nghĩ về phương án hành động của hình thâm thì điện thoại lại có tin nhắn gửi tới hình thâm quên nói việc gì nên nhắn tin bổ sung à viêm thác cầm điện thoại có số chuyên dùng để nghe lén lên lạ ghê trên màn hình trống trơn chẳng có tin nhắn mới nào nhớ dối người có hai điện thoại phiền thế đấy lúc nào cũng gặp tình trạng này anh lại cầm điện thoại của mình lên xem. Đó là tin nhắn của nhấp cửu la gửi tới áp đọc xong la chảy. Nói những gì rồi? Muộn vậy còn chưa ngủ là không định dưỡng bệnh nữa à? Viêm thác cảm thấy rất giận mà khóe môi chẳng thể hết nhếch lên. Chẳng buồn chạy vào trong toilet lạnh băng nữa. Anh đặt thiết bị gây nhiễu sóng ở bên gối rồi vùi mình vào trong ổ chăn tối om. Sau đó anh bấm số, thì thầm, alo đã rất lâu anh không gọi điện thoại kiểu này rồi lần trước chắc là thời niên thiếu gọi cho cô gái tình đầu mà sợ bị người ngoài nghe được nên mới vùi mình trong ổ chăn để vừa giấu mình vừa giấu bí mật nhấp cửu la hỏi anh ở trong chăn à sao giọng lạ vậy viêm thác bật cười cô thật là giỏi lần nào cũng có thể đoán được vị trí của anh thông qua giọng nói anh đáp ừ muộn vậy mà chưa ngủ à nhấp cửu la trả lời ngủ rồi chứ nhưng mà hối tối ăn nhiều canh xương quả. Viêm thác bật cười trong ổ chân thật là thoải mái, vừa ẩm vừa mềm mại khiến tim anh cũng ấm áp. Anh nói, biết mình không tiện đi lại mà còn dám ăn nhiều canh. chương 89, nhiếp cửu la cũng bó tay vì chị Lư là phen cứng của phương châm ân di bú nấy. Chị kiên quyết cho rằng gây xương thì phải ăn xương để bồi bổ nên đã hám đủ mọi thứ canh xương từ lợn, trâu, bò, không loại nào không có. Huế cô ăn hết một bát, chị lại múc thêm một bát như thể ăn gấp đôi thì tốc độ lành tay cũng tăng gấp đôi vậy. Cô hỏi, bọn anh nói những gì rồi? Viêm thác thuật lại kế hoạch của mình và hình thâm một cách ngắn gọn cho cô nghe. Nhấp cửu la ngạc nhiên, nhanh vậy a? À? Rồi cô nói tiếp, lâu thì 10 ngày, nhanh thì một tuần, vậy tôi không giúp gì được rồi. Lúc đó chắc tôi mới bỏ gậy thôi viêm thác thấy ẩm lòng cô định giúp ả à? từng được trải nghiệm châm ngôn chỉ lo thân mình của nhấp cửu la nên nói thật cô có ý định giúp đỡ là anh thấy lạ lắm nhấp cửu la từng đọ sức với trần phúc và hàn quán hai kẻ có sức chiến đấu mạnh trong nhóm nên nếu cơ thể cho phép thì việc này không quá khó đối với cô đúng vậy các anh có thể để kẻ khó giải quyết nhất trong năm củ đất đỏ cho tôi nhưng mà tôi chẳng đi được nên chịu thôi trong giọng nói có vẻ tiếc nuối vì đó là một sân khấu cô có thể thỏa sức biểu diễn. Tiếc là tay cô còn chưa lành hẳn. Rồi cô hỏi anh, anh nằm trong chăn, thế cửa đã khóa kỹ chưa? Đúng là phong cách của cô, lần trước khi biết anh đang bám theo bọn Lâm Hỉ ngu, cô đã nhắc anh tắt âm điện thoại và đừng mặc áo khoác, lần này cô lại quan tâm chuyện khóa cửa. Trong chăn hơi ngột ngạt, giọng nói bị vọng lại trong không gian nhỏ bé. Viêm Thác cười khóa kỹ rồi. Từ sau lần Lâm Hỷ Nhu đột nhiên xuất hiện trong phòng mình, anh đã chú ý hơn, các tài liệu lưu trong máy tính đều bị anh xóa, các ứng dụng cần gỡ cũng đều gỡ sạch banh, lịch sử lướt web luôn trống không vào ngoài việc khóa cửa trước khi đi ngủ, anh còn truyền đồ đạc ra chặn trước cửa để tránh có người vào. Thế cửa số thì sao? Có khi đang có người lên vào từ cửa số rồi nằm trên giường nghe anh nói chuyện ấy. Viêm thác tức giận, Cô đừng có hù dọa tôi như thế. Tuy vậy anh vẫn sốc chăn lên nhìn ngó khắp phòng. Làm gì có ai, anh đã đóng cửa số cẩn thận rồi. Nhấp cửu la cười khanh khách, có phải anh mở chăn ra xem thử không? Đang định phủ nhận viêm thác lại nghe cô nói, xem môi xung quanh thì không đủ đâu. Anh phải xem cả trần nhà nữa, rằng chó có thể trèo tường mà có khi bây giờ đang có người bỏ trên trần nhà anh rồi. Viêm thác trợn mắt không muốn để ý tới cô nhưng hai giây sau vẫn mở chăn ra xem trần nhà. May mà không có, anh lại chui về trong chăn. Cười đủ rồi, nhấp cửu la quay về chủ đề chính, cần 7 đến 10 ngày để chuẩn bị thì anh phải vô cùng cẩn thận trong lúc đó đấy. Có đôi khi càng đến gắn mục tiêu, càng nguy hiểm. Viêm thác cười khổ, có hôm nào tôi không cẩn thận đâu. Sau 7 đến 10 ngày, không chỉ bọn Lâm Linh, hứa An Ni được cứu mà chính anh cũng được giải thoát nói chuyện đã được một lúc, theo lý anh cần phải dục cô đi ngủ nhưng chẳng hiểu sao trong đầu nghĩ vậy mà khi nói ra lại thành mấy tượng tỷ hơn cô làm. Nhất cửu la hỏi, làm sao? Viêm thác kẹt, vốn dĩ anh định bảo rất đẹp nhưng lại thấy nói thế nhâm quả nên đổi giọng, cô có định nhận thêm đơn không? Bạn tôi trông thấy kêu thích. Không định, không quen, không có hứng, rất bẩn, Quả là dứt khoát, mãi sau viêm thác mới nói tiếp, thế tôi còn muốn làm thêm thì anh làm gì? Viêm thác vỉnh tay nghe cô trả lời. Đợi mấy giây cô mới nói, còn phải xem anh muốn làm kiểu gì nữa, với cả đắt lắm nhé. Y là nếu người đặt là anh thì có thể suy nghĩ hữu. Anh nói, mây món thuần thủ công và được làm theo đơn đặt riêng thì chắc chắn phải đất rồi. Cô chém tôi vừa vừa thôi nhé, đừng chém ghê quá nếu không thi không còn khách quen đâu. Chém vừa vừa là đồng ý cho cô tăng giá à? nhiếp cửu la cưới dối năm xuống vừa nghe anh nói cô vừa giơ món trỏ lên vẻ theo hoa văn trên chăn lông anh muốn đặt gì lần trước đưa cô về tôi rất thích căn nhà của cô mấy ngày nay anh luôn nhớ tới căn nhà ấy nó nằm giữa phố xá sầm uất nhưng lại có cái tĩnh lặng giữa trốn xô bồ căn nhà hơi cũ nhưng chẳng lỗi thời với bức tường gạch màu lông bồ câu mái ngói cong cong và cánh cửa gỗ luôn mang tiếng kẽo kẹt mỗi khi mở ra mỗi tiếng kéo kẹt vang dài tựa như bao nhiêu ngày rộng tháng dài đều bị nghiền nát ở trong bước vào trong là khoảnh sân và căn nhà ba gian trong sân có hoa có cỏ quanh năm không mùa nào thiếu sắc màu anh thích nhất là gốc mai trắng trong góc chỉ một cây cũng mang đến đủ sự náo nhiệt mà tầng hai của gian giữa là phòng làm việc của cô với rất nhiều cửa số mở rộng đứng dưới sân chỉ cần ngẩng đầu là có thể thấy bóng hình đang điêu khắc mỗi khi nhớ tới anh đều cảm nhận được sự bình yên và tươi đẹp. Nơi ấy hệt như một tia sáng dịu dàng trong bóng tối, một vũng nước sạch giữa nghìn con sóng dữ và một thế giới nhỏ tĩnh lặng trong chốn hồng trần. Nhất cửu la lại hiểu nhấm, anh thích kiểu nhà này hả? Thể thì mua một căn đi, anh có thiếu tiến đâu mà khu thành cổ như Tây An chắc cũng có nhà tương tự. Viêm thác đáp, không có căn giống vậy. Không có, không có căn nhà như của cô không có gốc mai cũng không có canh gà hay bát mì có dỏ những lát mã thấy mỏng manh nhấp cửu la nói thế anh đừng nhớ nhung căn nhà của tôi tôi không bản đâu viêm thác giờ khóc giờ cười tôi biết rồi thế nên tôi có thể đặt cô làm nó không anh muốn lớn chứng nào viêm thác thoảng ngẫm nghĩ lớn quả thi công kênh mà nhỏ quả lại không còn cảm giác cô có thể làm bản mini khoảng nửa mét mà vẫn giữ nguyên tỷ lệ kích thước không kích thước này rất vừa vặn vì tâm đó không chỉ có thể làm rõ các chi tiết của căn nhà mà còn các vật dụng nhỏ như bàn ghế đá hay thứ lớn hơn là cây cối hoa cỏ cũng đủ hình đủ dạng. Nhất cửu la nói, có thể làm nhưng kiểu này không thể nặn không bằng đất mà phải đầy đủ các công đoạn như điêu khác. Bình thường tôi nhận đơn cần ký hợp đồng trước, khi nào đối phương gửi tiền đặt cọc mới giao bàn thảo, tuy nhiên anh là người quen nên bỏ qua hết. Nhưng đến lúc tôi làm xong anh đừng có quyệt nợ đấy nhé viêm thác cam doan chuyện này cô cứ yên tâm có phải chưa mua gì từ cô dâu tôi cũng uy tín lắm chứ tặng quà còn mất nhiều tiến hơn cả mua đó nhấp cửu la nhịn cười chỉ cần nhà thôi à có cần người không với kinh nghiệm của cô nếu chỉ có cảnh thì sẽ khô khan mà chỉ có người lại không đủ ý phải kết hợp cả hai mới có được tác phẩm tốt nhất viêm thác hơi khựng lại có thì càng tốt chứ sao Căn nhà to thế phải có người mới đủ không khí chứ? Anh muốn người thế nào? Có hình tượng để tham khảo không? Viêm thác lơ đăng hay là làm theo hình tượng của tôi lần đến nhà cô ấy, làm thêm chén mì gà thì càng tuyệt. Anh cố gắng hướng chủ đề vào bát mì, bát mì hôm đó ngon ơi là ngon. Nhếp cửu la không nói gì nhưng món tay đang vẽ theo hoa văn trên chân đã dừng lại. Cô chẳng thể nói rõ cảm xúc như thủy chiều ban đêm với những con sóng liên tục ập tới khi con sóng cũ còn chưa yên trong mình là thế nào. Viêm thác cảm thấy rất rất lâu sau mình mới nghe được cô nói, vậy. Được thôi. Sau khi cúp điện thoại, viêm thác thiếp đi ngay với một giấc mơ. Trong mơ, anh đang chạy tục mạng giữa khoảng trời tối om mà chẳng biết mình đang chạy trốn cái gì. Thật ra cả giấc mơ này chỉ có một mình anh khủng nên cứ chạy, chạy tục mạng. Nhưng anh lại cảm thấy rất nguy hiểm và kinh chạy rồi lại chạy. Cuối cùng anh chạy vào con ngô nhỏ nối thẳng vào căn nhà nọ. Căn nhà ấy cứ lặng lặng đứng đó với cánh cửa hé mở và thử ánh sáng dịu nhẹ tỏa ra từ bên trong. Anh chạy vội đến bên cửa nhưng khi sắp nhảy vào thì lại thay đổi ý định. Anh đóng sâm cửa vào dối khóa chặt và quay người tựa lưng vào cửa, đối mặt với con ngô. Có thứ gì đó đang lao vụt với một sức mạnh kinh khủng đến khiến con ngô bị phá nát võ số mảnh vỡ quay cuồng trong cơn lốc và đổ ập về phía anh. Nhưng may sao căn nhà vẫn còn đó, vẫn được bảo vệ nguyên vẹn. Hôm sau Viêm Thác là người cuối cùng đến nhà ăn ăn sáng. Khi bắt đầu đếm ngược cho cuộc hành động, anh tựa như người sắp đến kỳ thi không còn vội vã nữa vì lúc này nên điều chỉnh tâm trạng chứ ôn bài thêm cũng vô dụng. Danh sách anh đã gửi đi rồi, bên hình thâm đang vội vã chuẩn bị mọi thứ còn anh sẽ lấy bất biến ứng phó vạn biến. Khi vào nhà ăn, anh thấy Lâm Hỉ Nhu ngồi bên bàn đang cầm dao và nĩa nhưng chưa kịp cất chiếc xúc xích nướng trong đĩa của mình bởi vì gấu đen giang khom lưng thì thấm gì đỏ với à thấy viêm thác đi vào, gấu đen không nói nữa mà đứng thẳng người dậy. Viêm thác chào họ, chào buổi sáng. Lúc ngồi xuống anh có nhận thấy vẻ mặt họ hơi lạ. Đêm qua hình Thâm Bảo sẽ liên hệ Lâm Hỉ Nhu rồi giả vờ bàn điều kiện trao đổi con tin qua điện thoại của tước cha. Vậy là Bắt đầu rồi hả? Viêm thác nhấp bình cà phê ở bên cạnh lên rót cho mình một ly như chẳng hay biết gì. Sau khi nhấp một ngụm nhỏ thấy đắng mắt anh lại xẻ một gói đường đồ vào trong. Những hạt đường nhỏ xíu bay lả tả xuống miệng chén như một trận tuyết. Gấu đen đi ra ngoài và cửa nhà bếp lại mở ra do cô giúp việc thấy anh tới nên bắt đầu làm bữa sáng cho anh. Lầm hỉ nhu ngừng đầu nhìn anh, trông mặt cháu có vẻ không tươi tỉnh làm, tối qua ngủ không ngon à. Viêm thác uống cà phê rồi giơ tay xoa mặt, tối qua cháu ngủ muộn. Hôm qua Lâm Linh và Lữ Hiện có tiến triển gì không? Hôm qua Phùng Mật cũng đi nên nếu bảo hai người tiến triển tốt đẹp thì quá giả dối, cũng tạm à. Hai người họ không phải kiểu có thiện cảm với nhau nên phải từ từ thôi. Có khi ở bên nhau lâu lại thấy thích. Lâm hỉ nhu gật đầu, hôm nay cháu định làm gì? Viêm thác cưới, không có việc gì cả, cùng lắm là cháu đến công ty dạo chơi thôi. gì lâm gì định làm gì thế? cháu đang rảnh này có thể đưa đón gì? lâm hỉ nhu cười nhưng không đáp thêm mà chỉ cúi đầu ăn sáng. hôm qua đã quá muộn. à không cho người điều tra ngay mà đến sáng mới bảo gấu đen đi kiểm chứng chuyện này và không được hỏi đương sự để tránh rút dây động rừng. ban này gấu đen có bảo với ả à, chiếc xe đó đúng là của lữ hiện nhưng người lái không phải anh ta. vì sau khi đến thạch hà Trừ một lần đi mát xa cùng bọn A bằng thì những lúc khác anh ta chẳng đi ra ngoài. Chiếc xe đỏ anh ta cho viêm thác mượn người khác, có đôi khi còn mượn cả bằng lái xe. Dạo đó sợ bọn giam cửa tìm đến, viêm thác toàn đi nhờ xe viêm thác, lại là viêm thác. Một lần thì có thể là trùng hợp nhưng hai lần thì chưa chắc. Xem ra à, cần phải tự quan sát viêm thác rồi. Lầm hỉ nhu bỏ nĩa xuống, lấy khăn giấy lau khóe môi, sắp đến Tết rồi hôm nay di thuê người đến dọn dẹp vệ sinh châu dẫn phùng mật đi dạo chợ hoa chọn mấy cảnh về trang trí đi nhân tiện gọi cả lữ hiện và lâm linh nữa cho hai đứa nó có cơ hội ở bên nhau viêm thác đồng ý ngay được ạ à? dì thích hoa gì để cháu mua luôn cho lâm Hỉ nhu đáp cháu tự chọn đi dì không có loại hoa yêu thích nhưng ghét hoa thạch nam hoa thạch nam cái tên này thật khó đọc và cũng không thường nghe thấy Viêm thác nhầm theo, cháu biết rồi, cháu sẽ không mua nó. Cô giúp việc mang bữa sáng của viêm thác gồm bánh mì nướng phết phô mai, trứng ốp la, thịt lợn sông khói và salad bắp cải tím. Màu sắc được phối hợp rất đẹp. Chắc chắn viêm thác không hiểu ý à. À ghét hoa thạch nam vì ý nghĩa của hoa thạch nam là cô độc và phản bội. À đã phải cô độc bao nhiêu năm trong thế giới xa lạ rồi, không nên bị phản bội nữa thỉnh thoảng ngẩng đầu lên viêm thác lại thấy lâm hỷ nhu đang nhìn mình Dì lâm sao thế ạ à? lâm hỷ nhu mỉm cười thật dịu dàng dối cho anh một miếng xúc xích nướng vừa cắt xong cháu ăn nhiều vào dạo này cháu gây quá dạo gần đây do bọn gấu đen hay ở bên ngoài và ít khi tới biệt thự nên nơi này vốn đã văng vẻ lại càng ít hơn sau khi bọn viêm thác đi chợ hoa lâm hỷ nhu mở cửa phòng viêm thác bằng chìa khóa dự phòng Bình thường phòng con trai đều khả lộn xộn nhưng viêm thác thì không. Đây là thói quen tốt anh có được khi học quân sự ở đại học. Đồ đạc của anh luôn được bày biện gọn gàng, ga giường luôn phẳng phiu, chân gấp thành miếng đậu với bốn cạnh thẳng như thước đo. Lâm hỉ nhu bước vào phòng, đánh giả mọi vật dụng bên trong. Trong căn phòng này có cất giấu bí mật không? Và giấu bao nhiêu rồi? Ngoài cửa có tiếng bước chân, tiếp đó là gấu đen đi vào, chị Lâm. Lâm Hỉ Nhu chỉ vào máy tính ở trên bàn, gọi người đến kiểm tra máy tính. Gấu đen gật đầu nhưng còn hơi do dự. Nếu nó về mà gặp tôi bảo Phùng Mật đi chợ hoa với nó rồi. Phùng Mật sẽ biết nên làm thế nào. Tôi còn gọi bên dọn vệ sinh đến nữa để họ quét dọn phòng này trước, dọn sạch mọi ngóc ngách. Nói đến đây à lại quay sang giả sách. Sách của Viêm Thác nhiều thật đấy, chất đấy chiếc giá cao đến trần nhà với đủ mọi màu sắc. Gần như phủ kín cả mặt tường Ả à nói Đám sách này cũng phải là từng quyền cho tôi Biết đâu trong quyền nào đó Lại có thứ gì Gấu đèn nuốt nước bọt Chị Lâm, viêm thác Có vấn đề thật hả Lâm hỉ nhu không đáp Nhưng bàn tay buông thông bên người Đã nắm chặt lại với những móng tay cầm sâu vào thịt Không ai có thể phản bội Ả à. Ả à nuôi viêm thác hai mươi mấy năm Chút hết mọi tình cảm vốn dĩ Nên là của con trai Ả à cho viêm thác Viêm Thác không thể phản bội à? Viêm Thác sống là người của ả, à, chết là ma của ả, à, vĩnh viễn không thể phản bội à. Cảm ơn bạn đã ghé thăm kênh Holic Audio. Chương 90. Đến sẩm tối Viêm Thác mới mới dạo chợ hoa về. Thật ra nếu chỉ đi chợ hoa thì không cần lâu đến vậy, nhưng vừa ra khói nhà phủ mật đã thì thầm với anh rằng đi chợ hoa chỉ là một cái cớ thôi, thực chất Di Lâm muốn Lữ Hiện và Lâm Linh đi chơi nhiều hơn để tăng tiến tình cảm vì thế dạo chợ hoa được xếp ở cuối cùng sau khi đến chơi tháp chuông nhân tiện ghé qua phố hồi dân đi xem dối bỏng đi một vòng quanh tường thành xưa cũ và đến bảo tàng lịch sử thiểm tây chuyến dạo phố này đã tập hợp đầy đủ các hoạt động như xem phim tản bộ và tham quan bảo tàng chợ hoa ông rất náo nhiệt cuối năm lượng người mua hoa tăng gấp đôi ngày bình thường lúc đầu viêm thác muốn mua mai trắng nhưng đi xem mấy nhà đều không ưng ý cảm thấy chúng như hàng giả hàng nhái cao cấp chẳng thể sánh nổi với gốc mai trong sân nhà nhiếp cứu la. Cuối cùng anh chọn mấy cành tầm xuân, mai đó, liễu vốt rồng và hải đường hải thăng tư vườn. Cảnh vừa hái không thể cầm ngay vào bình mà phải tỉa tót sao cho đẹp. Việc này là của Lâm Linh bởi tính cô hiền dịu, thích làm mấy việc này. Sau khi về biệt thự và mang hết hoa đến phòng khách nhỏ ở tầng 3, Lâm Linh bận rộn tìm lọ hoa, kéo cắt cành và các dụng cụ tạo hình, phùng mật cũng ở bên giúp đỡ chỉ riêng viêm thác là chẳng hào hứng với chuyện đó nên đi về phòng. Lúc đi ngang qua nhà ăn, anh thấy bữa tối đang được chuẩn bị với những tiếng xào nấu và mùi hương cuốn hút bay ra. Ngày hôm nay cứ thế trôi qua trong yên bình, giờ anh về phòng tắm rửa rồi nghỉ ngơi một lúc là có thể ăn tối rồi. Viêm thác bất giác mỉm cười và bước mau chân hơn. Khi sắp đi đến cửa phòng, tim anh rơi tôm. Cửa phòng anh mở toang và đèn bên trong cùng sảng còn chưa kịp nghĩ xem chuyện là thế nào, viêm thác đã trông thấy một cô giúp việc mặc tạp dề sách thùng nước ra ngoài. Đi sau cô ấy là Lâm Hỷ Nhu vốn đang định nói gì đó nhưng lại thôi khi trông thấy viêm thác. À mỉm cười dịu dàng với anh, tiểu thác về rồi à. Trùng hợp ghê, phòng cháu vừa được dọn dẹp xong. Nhớ rồi, hồi sáng dì Lâm có bảo hôm nay sẽ gọi người đến dọn vệ sinh. Anh còn tưởng chỉ dọn dẹp khu vực công cộng thôi nét mặt viêm thác cứng đờ, vậy ạ, à? Di Lâm, sao gì không nói sớm để cháu, dọn dẹp qua trước. Lâm hỉ nhu cười anh lắm chuyên, phòng cháu có bừa bộn đâu. Đúng là phòng anh không bừa nhưng trong phòng có thứ quan trọng. Viêm thác hơi nghiêng người tránh đường cho Lâm hỉ nhu và cô giúp việc, cũng nghe thấy họ nói phải thuê thêm vài người để giặt rũ hết chăn gối và đánh sáp cho sàn nhà trước Tết. Đứng im đó vài giây trong nhịp tim đập rộn, anh bước nhanh vào phòng đóng cửa đồng thời khóa trái lại vào phòng anh bước tới bên giá sách trước vừa xem đầu óc đã kêu vang thật ra anh chẳng nhớ trình tự sắp xếp cụ thể của đám sách này nhưng anh có một cảm giác tuy chúng vẫn còn ở trên giả trông cũng y sĩ như trước khi anh đi nhưng chắc chắn tất cả mọi cuốn đều đã bị lấy ra xem vội vàng lấy chiếc thang trong góc ra anh leo vọt lên bậc trên cùng rồi thỏ tay ra sau chồng sách mở ngăn kép để tìm cuốn nhật ký. Thấy rồi, cuốn nhật ký của mẹ anh vẫn còn đó. Viêm Thác tựa đầu vào giá sách như chút được gánh nặng mà chân vẫn chưa hết run rẩy. Nhưng còn chưa kịp thở phào bên ngoài đã có tiếng vạn tay nắm cửa. Lâm Hỉ Nhu hỏi vọng vào, "Tiểu Thác, khóa cửa làm gì đây?" Viêm Thác giật mình leo vội xuống đất cất thang vào góc và cởi bừa cúc áo sơ mi đồng thời bước ra mở của. Cửa mở, Lâm hỉ Nhu cau mày nhìn anh. Viêm thác giải thích, cháu thay áo. Lâm hỉ Nhu đáp, thay áo còn sợ người khác thấy à? Có phải thay quân đâu? Vừa nói, à vừa đi vào phòng, thẻ nhân viên của cô giúp việc rơi trong phòng cháu. Đâu rồi nhỉ? Ả à, nhìn xung quanh một vòng rồi đi tới cạnh giường, cúi đầu nhặt tấm thẻ nhân viên có dây đeo cổ lên, Bà cô này thật sơ ý. Viêm Thác tìm đề tài nói chuyện, hôm nay là dọn dẹp xong cả rồi à? Lâm Hỉ Nhu nói, không đâu, hôm nay mới chỉ dọn hết phòng khách, hành lang và phòng cháu thôi, mai còn phải dọn tiếp nữa. Cuối năm dọn sơ qua, trước Tết lại tổng vệ sinh lần nữa cho nhà cửa thật sạch sẽ mời đón Khánh đến chơi được chứ. Nói rồi à lại dục Viêm Thác đi ăn cơm thôi. Viêm Thác đáp, cháu thay đồ rồi qua liền sau khi lâm hỉ nhu đi rồi anh lại bất giác nhìn giá sách mai vẫn còn quét dọn tiếp mang cuốn nhật ký theo người thì không quả an toàn vì nhờ làm rơi là toi đời giấu ở nhà riêng cũng không ổn vì ai biết nó sẽ bị dọn dẹp lúc nào tạm thời cứ để ở đây trước đã đằng nào phòng này cũng mới dọn rồi đang là khu vực an toàn bữa tối rất phong phú nhưng viêm thác ăn chẳng biết ngon chuyện quét dọn nhà cửa khiến trái tim anh cử lơ lưỡng chẳng rõ là quét dọn thật hay là mình bị nghi ngờ hơn. Để an toàn anh sẽ nghĩ mọi chuyện theo chiều hướng xấu, coi như mình đang bị nghi ngờ. Còn lý do vì sao thì như câu nói tham dự quá nhiều việc, có rất nhiều chỗ làm chưa thỏa đáng mà anh nói với nhấp cửu la dạo trước vậy, nên chẳng thể giấu nổi nêu bọn Lâm Hỉ Nhu điều tra cẩn thận. Anh ăn rất chậm, nhai nuốt cũng chậm điều duy nhất có thể xác định lúc này là trước mắt dì lâm mới chỉ nghi ngờ chứ chưa có chứng cứ thiết thực dù sao mấy lần nguy hiểm nhất như vụ tử hình của răng chó hay xử lý trần phúc và hàn quản đều không có camera ghi được hiện nay trong lúc việc lớn đang được triển khai để đảm bảo mọi thứ suôn sẻ có hai việc anh cần đảm bảo một là không thể để dì lâm biết anh có danh sách cú đất cái này thì đơn giản vì anh đều nhớ cả trong đầu con bảng biểu giấy tờ đã được xóa bỏ. Hai là không thể để gì Lâm biết anh và Lâm Linh hợp tác với nhau. Điều này cũng khá khả thi vì sau lần tỏ tình bị từ chối nên bỏ nhà ra đi của Lâm Linh, anh và cô ấy luôn giữ mối quan hệ không mặn không nhạt, không xa lánh cũng chẳng thân thiết ở ngoài mặt. Phùng Mật ngồi đối diện bỗng phi cười, "Viêm Thác, anh ăn cơm mà như theo thùa ý. Hồn phách bay đi đâu vậy?" viêm thác giật mình còn lâm hỉ nhu lại liếc phùng mật chị lâm chuyện thế không cho người ta suy nghĩ chuyện gì à viêm thác ăn xong trước khi buông bát đũa để đứng dậy về phòng có bảo lâm linh lát nữa đến phòng anh nhé anh có việc muốn nói với em về đến phòng viêm thác kiểm tra các nguồn điện để chắc chắn không bị ai gần camera quay trộm anh tắt đèn phòng chỉ để lại một chiếc đèn bàn rồi rót một ly nước và lần mò viết gì đó trên giấy một lúc sau lâm linh mới mang tâm trạng hoang mang tới trước kia cô và viêm thác có hẹn nói chuyện nhưng đều hẹn lén lút chứ chưa từng công khai thế này nên lòng rất bốn trốn cửa không khóa nên lâm linh mở cửa đi vào thẳng khi đóng cửa cô hỏi có cần khóa không ạ à? viêm thác lắc đầu lâm linh hoang mang đi tới bên cạnh anh anh gọi em qua đây để nói chuyện gì thế viêm thác giơ món trỏ lên rồi giơ tờ giấy thứ nhất cho cô xem trên đó là một số điện thoại với một chữ hình đi kèm bên dưới là dòng chữ nhớ kỳ số điện thoại này nếu anh gặp chuyện thì liên hệ với anh ta để tìm cách chạy lâm linh giật mình rồi nước mắt tuôn như suối viêm thác nhíu mày ra hiệu cho cô mau học thuộc số điện thoại đồng thời liếc xuống dưới cửa khi trong phòng tôi ngoài hành lang sáng thì có thể quan sát được người qua lại bên ngoài từ khe hở phía dưới tạm thời không có ai nên anh khẽ giọng an ủi lâm linh chưa chắc đã có chuyện, anh chỉ đang đề phòng trước thôi. Lâm Linh sụt xịt nhìn châm châm giấy số nọ đồng thời nhấm thầm trong miệng. Cô đã nhớ số của Lưu Trường Hỷ rồi, nay nhớ thêm một số nữa cũng không khó chẳng qua lời viêm thác nói khiến cô hoảng sợ vì anh sẽ không nói thế một cách vô cớ. Lát sau cô gật đầu tỏ vẻ đã nhớ. Viêm thác vo tròn tờ giấy rồi bỏ vào ly nước, khuây đều bằng cản bút cho chữ viết file đi. Anh cầm lấy tờ giấy thứ hai tương đối nhiều chữ. Lâm Linh lo lắng nhìn vào. Sau khi Lâm Linh đi được một lúc, Lâm Hỷ Nhu bảo Phùng Mật, đi qua đó nghe xem hai đứa nó noi di Phùng Mật nhíu mày, nghe lén à. Dì Lâm, thời đại nào rồi mà còn dùng cách quê mùa thế? Dì không thể gắn camera ẩn trong phòng anh ta à? Lâm Hỷ Nhu đáp, những thứ đó chỉ dùng được với người không có cảnh giác thôi. Nếu nó để phòng rồi thì lắp cũng vô dụng, mau lên. Cẩn thận đấy." Phùng Mật không nói thêm gì nữa vì cô ta cũng rất tò mò. Lâm Hỉ nhu dặn gấu đen, "Từ nay trở đi cố gắng không để tiểu thác ra ngoài. Hễ nó đi đâu là phải cho người âm thầm theo đuôi như Lâm Linh." Nghe vậy, gấu đen đang ăn canh suýt sặc nước, gà ho mấy tiếng rồi lau miệng và hỏi nhỏ sau khi đã nhìn mó xung quanh, "Vì sao ạ? À? Chúng ta không tìm được gì mà?" Máy vi tỉnh đã nhờ người trong nghề kiểm tra nhưng ngoài ít ảnh và video ra thì không có gì cả. Cũng đã tìm hết mọi ngóc ngách trong phòng, đến sách trên giả còn bị mang xuống kiểm tra rồi lại xếp vé. Lâm hỉ nhu buông đùa. Có, chúng ta không tìm được thôi. Phùng mật đi đến cửa phòng viêm thác mà lòng ủ rột, cánh cửa dày thế này bảo cô ta nghe lén kiểu gì đây. Dầu thật mà. Cuối cùng cô ta ghé tai vào bên dìa cửa bỗng dưng nhớ tới những ngày tháng sống ở khe hắc bạch. Khi đó, tai mùi cô ta thính, năng lực nhìn trong bóng đêm cũng nổi tiếng gần xa sống thật là, sao không thể vẹn cả đôi đường chứ? Nhưng khi trở thành người rồi mọi thứ kém hơn hẳn, cuộc cô ta nghe được chút âm thanh. Đó là giọng nói nức nở của Lâm Linh, tại sao chứ? Cãi nhau à? Má phùng mật dán chặt vào khe hở cánh cửa, anh là trò của dì Lâm à mà dì ấy nói gì anh cũng hùa theo từ đâu em đã không thích Lữ Hiện rồi mà anh cứ bắt em phải thử, còn bảo không muốn gì lâm giận. Em đã nề mặt anh thử tìm hiểu anh ta rồi mà giờ anh còn trẻ chậm. Có phải anh muốn hôm nay em đính hôn, ngày mai em kết hôn luôn không? Anh là ai chứ, dì Lâm còn chẳng dục em mà anh dục cái gì? Ôi, cãi nhau thật. Lâm Linh nói toàn những điều cất giấu trong lòng, có thể thấy cô ấy không thích lữ hiện tới nhường nào. Chẳng dò viêm thác nói gì mà Lâm Linh càng to tiếng, anh yên tâm. Cho dù em với Lữ hiện không thành đôi thì gì Lâm cũng chẳng ghép em cho anh đâu. Bản thân em thế nào em hiểu, mấy năm nay em cũng tránh anh rồi, vậy anh còn sợ gì nữa? Có tiếng bước chân lao về phía cửa, phùng mật vội vàng lùi lại để vỡ như đang định đi về bên này. Vừa mới nhấc chân cửa đã bị mở tung và Lâm Linh lao ra với gương mặt đầy nước mắt. Phùng mật giả vờ ngạc nhiên, Lâm Linh, sao thế? Lâm Linh khóc thút thít chạy thẳng về phòng. Cảm thấy buồn cười, Phùng mật đi tới bên cửa phòng viêm thác, thò nửa ngươi vào hỏi, sao vậy? Hai anh em cãi nhau à? Viêm thác nhắm hở mắt ngồi trên ghế trước bàn máy tỉnh với ngón tay ấn chặt giữa trần, có lòng tốt khuyên nó mà nó không nghe. Lữ hiện tốt thế cơ mà. Cũng phải. Phùng mật có chung suy nghĩ, đối với Lâm Linh, Lữ hiện đã quá tốt rồi. Trở về nhà ăn, cô giúp việc đã dọn hết chén bát và đổi thành đĩa trái cây cắt miếng cùng một ấm trà nhài. Lâm Hỷ Nhu ngước mắt nhìn Phùng Mật, nói gì đây? Phùng Mật thân thiết ngồi xuống bên cạnh Lâm Hỷ Nhu, con nuôi gì lo lắng cho gì đó. Hôm nay đi chơi, Lâm Linh và Lữ Hiện vẫn cử không cùng nhịp. Chắc viêm thác mắng Lâm Linh là cứ làm người ta phải lo nên cô ấy cự lại vài câu rồi khóc lóc chạy đi. Lâm Hỉ Nhu không đáp, nhưng trong đầu lại suy nghĩ, ban đầu Lâm Linh và Lữ Hiện đều kiên quyết không chịu tiếp xúc, nhưng lại đồng ý hết sau khi được Viêm Thác khuyên nhủ. Á trầm ngâm hỏi, nó lo chuyện này làm gì? Phùng mật ngẫm nghĩ, nghe Lâm Linh nói thì có vẻ Viêm Thác sợ mình bị đưa vào thế chỗ nếu cô ấy và Lữ Hiện không thành đôi. Lâm Hỉ Nhu cười phi, sao có thể chứ? Nếu tôi muốn tác thành hai đứa nó thì cần gì phải đợi đến nay? Gấu đen nhặt một miếng tảo được tỉa hình hoa lên ăn, hoặc là hiếu thuận không muốn thấy chị buồn đó. Ôi dào chị Lâm, rốt cuộc chị đang nghi ngờ gì vậy? Chị mau chắc chân đi, cử vậy hoài em rau tim lắm mấy hôm nay chị nói như thật làm em như thẳng bệnh, lúc thì thấy nó là tên khốn, lúc lại thấy mình oan uổng nó. Lâm hỉ nhu cầm chèn trà nhỏ lên nhấp một ngụm. Gấu đen nói không sai, à cũng ghét sự hoang mang thế này phải hay không cũng cần dứt khoát một phen, tránh việc giao cùn cửa thịt. Á à, đặt mạnh chén trà xuống với sự quyết tâm làm nước trà bắn tung tuế khắp bàn. Viêm thác vứt đảm giấy thấm no nước vào bồn cầu rồi xả nước. Bàn này Lâm Linh diễn rất tốt, nhưng có thể nhận thấy cô ấy hoảng sợ thật vì lúc cuối cùng đã bật khóc. Có lẽ anh nên nói nhẹ nhàng hơn vì xưa giờ Lâm Linh luôn coi anh như trụ cột tình thần, đáng lẽ anh có đỗ thật cũng phải khiến cô ấy cảm thấy anh chưa ngã hẳn với đúng. Đang nghĩ ngợi bỗng có người gõ cửa. Anh mở cửa ra xem thì thấy gấu đen. Nét mặt gấu đen khá tệ, giọng nói cũng rất nhỏ, mau thay đồ đi. Có việc gấp cấn cậu đi một chuyến. Viêm thác sừng sốt, việc gì thế ạ? Gấu đen lấp lưỡng, trên đường đi tôi sẽ nói. Nói rồi gã đừng dựa cửa như đang sốt ruột và mất kiên nhẫn. Toàn là đàn ông, viêm thác chẳng tiện bảo gã tránh đi nên vội vàng thay đồ rồi đi theo gã lúc chờ thang máy thấy phùng mật cũng vội vàng bước tới trong khi tay còn quấn giỏ khăn viêm thác nhìn gấu đen cô ấy cũng đi à gấu đen gật đầu đi đâu thế anh gấu đen sáp lại gần anh nói nhỏ có tin tức của bọn răng cửa rồi viêm thác giật mình chợt nuốt nước miếng có tin tức của bọn giam cửa là chỉ bọn hình thâm bị phát hiện hay là việc anh ta liên lạc với dì Lâm để thương lượng chuyện trao đổi con tin? Không rõ nữa, đi bước nào hay bước nấy vậy, biệt thự trong đêm có một sự tỉnh mịch giữa cái yên lặng. Uống xong chén trà cuối cùng, Lâm hỉ nhu ung dung đứng dậy đi tới phòng viêm thác. Chìa khóa cầm vào ổ rồi xoay nhẹ hai vòng là mở được cửa. Trong phòng tối om, Lâm hỉ nhu giơ tay bật đèn và bước chậm vào phòng. Lúc chiều viêm thác về đã khóa cửa ngay sau khi vào phòng. Á à, có ý đợi một lúc mới đi gõ cửa để lấy lại thẻ nhân viên cho cô giúp việc, đồng thời nhìn mỏ quanh phòng. Chiếc thang không nằm ở vị trí cũ. Hoặc có thể nói vẫn ở trong góc nhưng không còn ngay ngắn như trước đó người chỉ huy cô giúp việc xếp đồ vào từng vị trí nên còn nhớ rất rõ. Lúc chiều chính ả à là viêm thác đã dùng thang rồi. Hay lắm, vừa về đến nhà và nghe tin phòng mình bị dọn dẹp thì dùng thang ngay trong phòng này chỉ có một chỗ cần dùng thang. Lâm Hỷ Nhu chuyển thang đến trước giá sách, dựng cho chắc chắn rồi cúi đầu nhìn vết chân nhạt trên bậc thang. Theo độ cao của viêm thác, nếu đứng ở bậc thứ hai là có thể chạm tới tầng cao nhất của giá sách rồi. Lâm Hỷ Nhu dẫm lên thang. Thật kỳ lạ, sách trên giá đều đã bị mang xuống kiểm tra từng quyền một, nếu có vấn đề cũng sẽ không nằm ở trong sách lâm hỉ nhu giơ tay gõ vào từng ô của giá sách ô này bình thường thì chuyển sang ô khác cuối cùng khi gõ tới một ô nỏ phía sau có tiếng vang lạ lâm hỉ nhu đờ người ra một lúc quả nhiên là có gì đó ánh mắt à nham hiểm hơn trong sự nham hiểm ấy còn mang theo chút hung ác do ô này chất đầy sách chẳng tiện lấy thứ phía sau nên á bực bội vứt thẳng đám sách đó xuống đất tầm gỗ phía sau bị mở ra Bên trong có một quyền vở bìa cứng khổ 32 rất cũ với tấm bìa màu đỏ gạch. Sửng sốt mây dây, Lâm Hỷ Nhu cảm thấy trong một khoảnh khắc nào đó ở quả khư, à từng thấy quyền vỡ này. À lấy vỡ ra, lật đến trang bìa lót. Trên trang giấy ố vàng có vài dòng chữ xinh đẹp được viết bằng bút nước mực xanh. Giữ thói quen ghi nhật ký để nó trở thành thói quen tốt đi theo suốt cuộc đời. Đây là những việc nhỏ bé trong đời, cũng là những hồi ức sán lạn tươi đẹp nhất khi tóc trắng xóa, khi tuổi xuân xa dần. Ký tên, nhìn thấy cái tên đó, đầu lâm hỉ Nhu như muốn nổ tung, đã hơn 20 năm rồi. Hơn 20 năm ả à và Lâm Hỷ Nhu của quả khử gặp lại nhau bằng phương thức này. Lâm Hỷ Nhu đứng được ra đó một lúc lâu, ả à cảm thấy chân mình như mọc luôn trên chiếc thang, máu thịt ngâm vào trong kim loại, còn kim loại xiên thẳng tới tận xương tùy. Ả à lây điện thoại ra gọi cho gấu đen, sau khi có người nghe máy á chỉ nói đúng một câu không cần dẫn nó về nữa làm đi phần này đến đây là hết nếu các bạn yêu thích kênh hãy nhấn theo dõi nhé cảm ơn các bạn